Sư huynh thực quá cẩn trọng chương 1401, điều tra. Bần đạo cách mỗi 10 ngày nửa tháng liền phải cắt dây đỏ cho y một lần, dây đỏ này chất đống, đều đủ để làm hơn trăm kiện hỉ bào. Y hiện tại rốt cuộc khống chế không nổi sắc ma bên trong đạo tâm, giám trình mò nơi thường Nga Nguyệt cung tắm rửa. Quả thực khốn kiếp. Một công liếc nhìn sắc mặt của Lý Trường Thọ, vội nói. Nguyệt lão, việc nào ra việc đó, ngày hôm nay chúng ta muốn ra, là sự tình biện tướng quân sông lầm nguyệt hoa trì, không có quan hệ với chuyện lúc trước. Chúng tiên tử lập tức ném ánh mắt ủy ủy khuất khuất đối với một công. Các nàng cũng không ngốc, tự nhiên biết hai chữ sông lầm của một công là muốn giải vây cho biện trang. Nguyệt lão vào giờ phút này cũng kịp phản ứng lại, chính mình giống như đã vượt quá quyền hạn và quá cấp tiến. Không có cách nào, tên khốn này trước khi tới thiên đình, đã là quá mức làm cho người ta tức giận rồi nguyệt lão trầm ngâm vài tiếng nói một công nói có lý là tiểu thần quá mức võ đoán một công cười nói không bằng nghe thêm biện trang tướng quân nói như thế nào lý trường thọ chậm rãi gật đầu cúi đầu nhìn lại mở miệng nói biện trang ngươi có lời gì để nói không mặt tướng thật sự chẳng biết tại sao sẽ ở chỗ này biện trang cúi đầu thở dài cố gắng nhớ lại mùi rượu trên người đã tiêu tán hơn phân nửa qua thật lâu y mới thấp giọng nói tinh quân đại nhân mạc tướng mạc tướng làm hỏng thanh danh của ngài cùng với thiên đình lúc này cũng không dám nói liệu có người bị mưu hại hay không chuyện hôm nay đã thành kết cục đã định chuyện này cũng không có cách nào giải thích nguyệt cung chính là chỗ chúng thường nga thiên đình tu hành tập múa thiên đình có một bộ thiên quy hoàn chỉnh ta xuất hiện tại nguyệt hoa trì không thể xuất hiện nhất đây chính là làm đã cho võ tướng thiên đình mất mặt ta nguyện lãnh phạt cho dù là ném đi thần vị này không có thần vị phẩm giai này bị giáng chức làm thiên binh ta cũng nhận nhưng có một chút ta là đồ háo sắc không giả nhưng quân tử yêu sắc sẽ làm một cách đàng hoàng điện trang hô lớn ta nếu như thần chí thanh tĩnh sẽ không bao giờ làm chuyện không có mấu chốt như vậy khóe miệng lý trường thọ có một chút run rẩy không ngươi thật đúng là có thể làm được cũng không biết đến cùng ở trên đường tây du mấy ngàn năm sau đám nhận tin kia tắm rửa, là tên nào cười hắc hắc gia nhập vào. Lý Trường Thọ nói thẳng. Ngươi nếu trực tiếp lãnh phạt, liền sẽ định tội ngươi say rượu có ý đồ bất chính xông vào Nguyệt Hoa Trì. Ngày hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết, cũng không phải là việc nhỏ bị mất chức giáng chức như vậy. Thiên đình làm gương mẫu cho tam giới, không dung được tiên thần có hành vi ác liệt như vậy, nếu không, có mặt mũi nào đi ước thúc sinh linh bên trong thiên địa. Suy nghĩ thật kỹ đi, thỉnh cầu một công đi tìm mấy người uống rượu cùng với biện trang trước đây đến mà thôi một công không cần đi các vị thường nga lĩnh đội cầm ngọc phù của ta mang thiên binh nhanh chóng điều tra trong khi nói lý trường thọ vung ra ba đạo ngọc phù thái bạch điện mấy vị nữ lĩnh đội thấp giọng xác nhận đều cầm lệnh phù vội vàng mà đi thấy đông một công có một chút muốn nói lại thôi lý trường thọ lạnh nhạt nói tra việc này nếu biện trang quả thực là say rượu làm ẩu liền trừng phạt theo tội nếu biện trang là bị người ta vu hãm, lại không bắt được người vu hãm, biện trang cũng phải chịu trừng phạt nặng. thiên đình đại thế không thể sơ suất. sắc mặt của biện trang có một chút u ám, quỳ ngồi ở kia, hai tay không ngừng rung. ở bên trong nguyệt cung, bầu không khí dần dần bắt đầu trở nên áp lực. mấy vị tiên tử kia mang thiên binh đi khắp thiên đình tra hỏi, sự tình vốn đã nhanh chóng truyền ra, trở nên càng ngày càng náo nhiệt. biện trang là tâm phúc của lý trường thọ người người thiên đình đều biết lập tức phát sinh chuyện tai tiếng như vậy tất nhiên là dẫn đến không ít tiên thần tới quan sát nhưng bọn hắn cũng chỉ là dò xét từ xa xa không dám bước vào vũng nước đục này xong tới trước hết nhất ngược lại là ngao ất trở về đông hải ngao ất bảo trì hình rồng bay thẳng vào thái âm tinh nổi giận đùng đùng hai ba bước liền nhảy tới bên người biện trang hiện ra hình người ngao ất nhất chân đạp ngã biện trang xuống đất cắn răng mắng mặt mũi của giáo chủ ca ca đều bị ngươi làm mất hết biện trang cười khổ không thôi dứt khoát nằm trên mặt đất nhắm mắt thở dài ngao ất quay người đối mặt với ba vị chính thần một gối chạm đất hai tay ôm quyền định tiếng nói giáo chủ tinh quân mộc công nguyệt lão biện trang cộng sự với ta nhiều năm y mặc dù ngày bình thường ngoài miệng không đứng đắn nhưng tuyệt đối không phải người xấu xa đối với chúng tiên tử cũng không có cử chỉ lỗ mãn càng rỡ Việc này sợ là có một chút hiểu lầm, còn xin tinh quân đại nhân điều tra tường tận. Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, nói. Đi sang bên cạnh đứng, việc này không phải đơn giản như ngươi nghĩ, khó không phải là điều tra rõ ràng việc này, khó chính là ai ra mặt, người ngoài mới có thể tin tưởng. Ngao ất ngẩn ra, quay đầu liếc nhìn biện trang, lại nhìn đông đảo tiên tử xung quanh. Ngao ất mặc dù tầm mắt không đủ, không rõ sự tình nơi đây, nhưng cũng không hỏi nhiều, cấp tốc đứng dậy, đi sang bên cạnh đứng yên. Lý Trường Thọ lại nói. Vào trước khi sự tình chưa có tra rõ, ai nếu lại cầu tình cho Biện Trang, đi thiên phạt điện lĩnh 30 lôi tiên, gọi một đội binh mã tới, trấn thủ Nguyệt Cung, không phải thường Nga Nguyệt Cung không được đi vào. Ở bên trong Nguyệt Cung, bầu không khí một lần nữa khôi phục áp lực như trước đây. Lại sau nửa canh giờ, Linh Châu Tử cưỡi mây vội vàng đi đến, bên người còn có thiếu nữ thỏ ngọc đi theo nhưng bọn họ đều bị thiên binh ngăn lại, chỉ có thể cùng với mấy vị chính thần thiên đình ở ngoài điện nhìn. Thỏ Ngọc xoay động nhãn châu, nói nhỏ vào tay Linh Châu Tử, bắp chân mảnh khảnh lại dị thường có lực kia đạp một cái, bóng hình xinh đẹp cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Ở trong lăng tiêu bảo điện xa xa, Ngọc Đế nhìn chăm chú một màn này, cũng là khẽ nhíu mày. Y cùng với nhóm hóa thân của Y, lúc này lại là không nên hiện thân, hết thảy chỉ có thể giao cho trường canh ái khanh xử trí. Nếu Biện Trang là thật sự say rượu nháo sự, bởi vì giữ gìn quyền uy thiên đình, tám thành là cấp cho Biện Trang an bài chuyển thế một lần nữa. Nhưng sau lưng Biện Trang lại liên lụy đến tiên minh. Biện lão phu nhân ở bên trong tiên minh có uy vọng tương đối cao, Biện Trang lại là cháu yêu duy nhất của bà ta. Việc này, thật sự khó giải quyết. Thiên đình Thái Bình hơn 100 năm, đột nhiên liền có sự cố như vậy, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Biện tướng quân là uống rượu cùng với tiểu thần, hơn nữa chúng ta uống đến say mềm. Biện tướng quân trước đây nói cái gì? Tiểu thần cũng nhớ, nhưng không nhớ rõ lắm. Biện tướng quân xác thực từng nói với chúng ta, y coi như là sông Nguyệt Cung cũng không có việc gì, nhưng đây là y uống say khoác lác. Tinh quân đại nhân, mặt tướng biết rõ tính tình của biện trang, y không phải loại người như vậy, việc này khẳng định là bị ám hại. Biện phó thống lĩnh uống rượu nửa tháng cùng với chúng ta, tất cả mọi người đều say, bên trên yến tiệc tới tới lui lui cũng đổi hai nhóm khách nhân, biện phó thống lĩnh là đi về hơn nửa ngày trước, tràng tiệc trụ của chúng ta hiện tại cũng còn chưa có giải tán. Ở bên trong Nguyệt Cung, hơn mười mấy vị tiểu thần thiên đình đê giai ngồi cùng bàn uống rượu với biện trang trước đây, theo thứ tự nói ra lời khai của chính mình. Vấn đề cũng xuất hiện. Biện trang lúc uống rượu, xác thực từng nói khoác chính mình có đông đảo bằng hữu tại Nguyệt Cung, ra vào Nguyệt Cung cũng không phải việc khó gì. Nam nhân uống rượu quá nhiều, khoác lác là điều cơ bản. Nhưng những lời này của Biện Trang, lúc này lại trở thành lời khai lấy mạng. Tình thế đang phát triển theo chiều hướng tồi tệ nhất, Biện Trang gần như đã mất khả năng lật ngược tình thế. Say rượu xông vào Nguyệt Cung, đụng vào cấm chế xung quanh Nguyệt Hoa Trì, định nhìn trộm hơn 10 vị thường Nga đang tắm. Việc này nếu đổi thành hán tử phàm nhân say xỉn ở Nam Châu làm, hơn phân nửa sẽ bị bắt lại hành hung một trận. Mà tiên thần thiên đình, thiên hà phó thống lĩnh làm, chính là tội danh lớn lao. Đại kiếp phong thần đang ở con đường phía trước không xa, có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chầm chầm thiên đình. Lý trường thọ đưa tay chống đỡ cái trán hắn xác thực am hiểu tính kế, lúc này cũng đã ngửi được đủ loại quỷ dị ở giữa, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không thể làm được gì nhiều. Chỉ cần chính mình làm bất cứ chuyện gì bên ngoài thẩm tra, đều sẽ bị xem như bao che đối với tâm phúc của chính mình. Rất nhanh, nên hỏi đều đã hỏi, nên nói cũng đều đã nói. Lý Trường Thọ nhìn khuôn mặt Biện Trang vô cùng u ám, khe khẽ thở dài, cuối cùng có một chút không đành lòng, cho y một cái cơ hội. Biện Trang, ngươi còn có gì muốn nói không? Biện Trang đưa tay cho chính mình một cái bạc tai, há hốc mồm, lại cười khổ nói. Mặt tướng cô phụ tinh quân ngài tài bồi, quấy nhiễu chỗ của các vị tiên tử, còn thỉnh các vị rộng lòng tha thứ, mặt tướng nguyện dùng mệnh trả giá. Một công nói. Biện phó thống lĩnh, ngươi cần phải hiểu rõ. Vấn đề này không thể hành động theo cảm tính, ngươi làm người như thế nào, ta cũng là biết được, bên trong thực chất kỳ thật coi như thành thật, ngươi quả thực là bởi vì sắc dục, liền đến sông Nguyệt Hoa trì Nguyệt Cung. Biện trang rung động bờ môi mấy lần, đứng dậy, xiền xích trên người vang lên len ken, mấy vị tiên tử xung quanh vô thức lui lại nửa bước. Ta chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Biện trang rung giọng hô. Ta truy tìm, là tồn tại đẹp đẽ trên thế giới này, ta có mau bệnh thấy một người yêu một người, nhưng mỗi lần, ta đều là ở trong mấy ngày đó tràn ngập nhiệt tình, vùi đầu vào đoạn cảm tình tất nhiên sẽ không có gì xảy ra mà chấm dứt này, càng đánh càng hăng, chưa hề lười biến. Tình yêu nam nữ, ở trong mắt điện trang ta là vô cùng thần thánh. Là những gì ta mong đợi. Ta lại làm sao có thể làm một việc tồi tệ như nhìn trộm tiên nữ tắm rửa. Nếu như ta thật sự là một kẻ hạ lưu và khốn nạn như vậy, làm sao ta có thể giữ được sự thuần dương của mình cho đến bây giờ các vị hẳn là biết tổ mẫu của ta là các chủ thiên nhai các lý trường thọ cho mày trong mắt nguyệt lão tràn đầy không tin một công bên cạnh ngược lại là có một chút cảm khái gật đầu một công nói thiên nhai các kia là nơi thể nghiệm tình kiếp lâm thời trứ danh bên trong hồng hoang biện trang đúng là thiếu các chủ trong đó bây giờ biện tướng quân vẫn còn thuần dương vẫn là sơ tiên chi thân đủ để chứng minh phẩm tính này như vậy cũng không thể phục chúng lý trường thọ lạnh lùng nói một câu ánh mắt đảo mắt xung quanh thiên đình có thiên quy hoàn chỉnh nếu thiên đình tự trị cũng đều không đúng mực sẽ không thể khiến cho sinh linh tam giới tinh phục sau đó ta tự nhiên sẽ bẩm báo ngọc đế bệ hạ nhưng ngày hôm nay nhất định phải cho nguyệt cung một câu trả lời hợp lý cho thiên quy một cái công đạo điện trang ta hỏi ngươi một câu cuối cùng ngươi có biết tội của ngươi không tinh quân đại nhân Biện Trang tăng thêm phiền toái cho ngài. Biện Trang biết. Y vô tội. Chợt nghe một tiếng khẽ gọi, lời nói của Biện Trang bị trực tiếp đánh gãy, lông mày nhíu lại của Lý Trường Thọ đột nhiên lỏng hơn phân nửa. Ngoài điện đã là đêm tối, cây nguyệt quế tản ra ánh ngọc nhàn nhạt, khắp nơi thái âm tinh tràn ngập ánh sáng trắng. Vị tiên tử nói chuyện kia, thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở ngoài điện, chậm rãi bước đi giữa ánh trăng. Da thịt nàng lớn sương ngạo tuyết, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, dáng người mảnh khảnh gần như hoàng mỹ, không có nửa phần chỗ khoa trương, cũng không có nửa phần thiếu hụt. Phản phất như nàng tồn tại, là để định nghĩa vẻ đẹp hạng mức cao nhất trong tam giới. Thiên địa cực điểm tự thân tạo hóa, dùng nàng để nói cho vô số sinh linh, mỹ nhân liền nên là như vậy. Đây chính là. Chúng tiên nguyệt cung mất nhan sắc, mới biết tiên quản hàng đã tới. Biện Trang Si ngốc ngơ ngác nhìn một màn này, trong miệng phát ra một hồi ôi ôi vang động. Tất cả thiên binh thiên tướng, tiên thần thiên đình ở phụ cận Nguyệt Cung đều cúi đầu, chúng tiên tử trong điện cùng nhau hạ thấp người, coi như là Nguyệt Lão cũng muốn đứng dậy, nói một câu tin quân đại nhân. Người đến là người nào? Tất nhiên là chính thần thiên đình, đệ nhất mỹ nhân tam giới, con gái nhân hoàng, đồ đệ lãng tiền bối, thái âm tinh quân đương nhiệm, hằng Nga tiên tử. Nàng thân mang tiên váy nghe thường, xinh đẹp không gì sánh được, lại thánh khiếp cao nhã, không rơi nửa phần tục sắc. Vào trước khi nói lời này, nàng còn đang ở bên trong quảng hàng cung, thoại âm rơi xuống, đã là ở trước cửa điện nguyệt cung. Chiêu thần thông không gian này, cũng làm cho người ta biết được đây là một vị cường giả. Bên trong sân chỉ có Lý Trường Thọ cùng với một công còn ngồi, vào giờ phút này Lý Trường Thọ cũng không hàng huyên, trực tiếp hỏi một câu. Thái âm tinh quân vì sao nói y vô tội? Bái kiến Thái Bạch tinh quân, bái kiến một công. Hằng Nga hạ thấp người hành lễ, liếc nhìn biện trang, đi thẳng tới trước mặt Lý Trường Thọ. Bàn tay mảnh khảnh lật một cái, một tấm vân kính xuất hiện trên đỉnh điện, trong đó hiện ra chính là tình hình Nguyệt Hoa Trì. Thái Bạch Tinh Quân mời nhìn, đây là trận pháp bố trí tại Nguyệt Hoa Trì, nơi đây là do ta tự tay bày ra cho các tỉ muội, toàn bộ thiên đình, e là người hiểu trận này cũng không nhiều. Trận tên là Lục Hợp Quy Nguyên Trận, do Đại sư Trận Pháp Nhân Tộc Thời Kỳ Thượng Cổ Sáng Tạo, có thể mở ra lâu dài, năm này tháng nọ không đóng lại, mượn dùng chính là linh lực cây nguyệt quế. Cửa ra vào đại trận duy nhất, chính là cửa hông ở phía sau ngài, nếu muốn xâm nhập trận này từ bên ngoài, vách tường bên ngoài trận tất nhiên sẽ bị tấn công, ta tra xét trận pháp bố trí các nơi, tầng sát trận thứ hai, tầng mê trận thứ ba cũng không mở ra, trận vách tường tầng ngoài cùng cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng vị biện trang tướng quân này bị phát hiện ra, lại là ở bên trong khốn trận tầng thứ tư, khốn trận lại hướng vào bên trong, chính là bên cạnh ao Nguyệt Hoa Trì, tình hình như vậy, hoặc là biện trang là từ Nguyệt Cung nên ngang tiến vào Nguyệt Hoa Trì. Hoặc là, chính là bị người đặt ở bên cạnh ao, ném vào khống trận, dùng chuyện này để hãm hại, khiến cho Thái Bạch tinh quân tiến thoái lưỡng nan Lập tức có thường Nga lĩnh đội tiến về phía trước bẩm báo. Tinh quân đại nhân, bên trong Nguyệt Cung nếu vào lúc không có người tất nhiên sẽ mở ra đại trận phòng hộ tầng ngoài. Hôm nay có hơn 10 vị thường Nga đang tắm, chính là trước đó luyện múa có một chút mệt mỏi trong mấy tháng gần đây trong điện vẫn luôn có người được rồi lý trường thọ chậm rãi thở vào một hơi đứng dậy lạnh nhạt nói toàn bộ người nơi đây ngoại trừ thái âm tinh quân đều đi lăng tiêu bảo điện cầu kiến ngọc đế bệ hạ nói xong lý trường thọ vái chào đối với hằng nga đa tạ thái âm tinh quân tinh quân khách khí hằng nga nghiêm mặt nói nguyệt cung ở dưới sự quản lý của ta xuất hiện chuyện như vậy cũng có liên quan với ta ta đi một chuyến là được biện trang là ái tướng của tinh quân tinh quân phải tránh hiềm nghi điểm này còn thỉnh các vị biết được đừng có cảm thấy thái bạch tinh quân không niệm tình xưa nguyệt cung này dường như cũng ẩn dấu chút ô trọc cần phải được dọn dẹp sạch sẽ lần này đa tạ tiên tử làm sao giúp thái bạch tinh quân một lần nữa liền nghe tinh quân đổi giọng xưng tiên tử rồi Thái Bạch Tinh Quân thật đúng là. Nửa ngày sau, ở bên trong quảng hàng cung Thái Âm Tinh. Cùng với ánh sao, hai thân ảnh chậm rãi đi ở góc quảng hàng cung. Lý Trường Thọ tất nhiên là duy trì bộ dáng Thái Bạch Kim Tinh, Hằng Nga cũng vẫn là đoan trang xinh đẹp nho nhã như trước đây. Nghe được Hằng Nga có một chút bất mãn phàn nàn, Lý Trường Thọ chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Hằng Nga nói khẽ. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, Thái Bạch Tinh Quân không cần để ở trong lòng, ta tra xét trận pháp kia, ngoại bộ đích xác không có việc gì, biện trang đúng là bị người dẫn đi từ bên trong. Dứt lời, trong mắt nàng mang theo vài phần ánh sáng. Thái Bạch Tinh Quân cũng hiểu lục hợp quy nguyên trận. Không hiểu, thuần túy đoán, ta cũng không thể đi Nguyệt Hoa Trì xem xét. Lý trường thọ thở dài. Lý do gì, giải thích như thế nào không quan trọng, quan trọng chính là ai tới giải thích, ai tới nói chuyện như vậy, người có thể cứu biện trang ngày hôm nay thiên đình to như vậy, lại chỉ có tiên tử. Hằng Nga nói, việc này thật sự có nghiêm trọng như vậy. Coi như y có sắc tâm như vậy, cũng có đảm lượng như vậy đi sông Nguyệt Hoa Trì, bằng vào chiến công biện trang lập được trước đây, chẳng lẽ còn không thể bù đắp sai lầm này sao? Công tội nếu thật sự có thể bù trừ cho nhau, quy củ thiên đình còn đâu? Công chính là công, tội chính là tội. Lý Trường Thọ chấp hai tay sau lưng, thở dài người cầm quyền không thể động tư tình, đây là yêu cầu của thiên đạo đối với thiên đình, chỉ là rất nhiều tiên thần không cảm giác được mà thôi. Thiên đình muốn giữ gìn hình tượng trí công vô tư của thiên đạo, thiên đạo mới có thể cho thiên đình đại quyền quản lý tam giới. Việc ngày hôm nay so với đại sự thiên địa mà nói cố nhiên là việc nhỏ, nhưng lại nắm được nhược điểm của thiên đình, tức là bản thân tiên thần vàng thao lẫn lộn, có nhiều mối quan hệ cá nhân, người tính kế sau lưng, toan tính không nhỏ, tâm tư vô cùng cao minh, có phần khó đối phó. Hằng Nga nhẹ nhàng gật đầu, cười nói. Bên trong chuyện này công công quấn quấn, Hằng Nga là không biết rõ. Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời, hai người chậm rãi đi vào bên trong lầu các bên cạnh ao gặp nhau ban đầu, bất tri bất giác Lý Trường Thọ đã là đảo khách thành chủ. Hắn hỏi. Tiên tử cảm thấy, nhân phẩm của biện trang như thế nào? Nếu không nói chuyện nam nữ, ngược lại là có thể. Hằng Nga nhẹ nhàng co quắp khóe miệng mấy lần. Nhưng, sự tình tư dục như vậy, cũng có thể bị y nói ra nhiều đạo lý như vậy, thật sự làm cho người ta có một chút không biết nên bình luận như thế nào, đối với tướng lĩnh như vậy, tinh quân vẫn là nên ít dùng hơn, miễn cho bị y liên lụy thanh danh. Lý Trường Thọ cười không nói, cùng nhau nhập tọa với Hằng Nga. Thỏ Ngọc ở một bên cuối đầu chạy tới, đưa tới nước trà điểm tâm, Lý Trường Thọ cùng với Hằng Nga ăn ý duy trì trầm mặt, đợi sau khi thỏ ngọc đi mới tiếp tục nói hằng nga có một chút không rõ có thể mời tinh quân đại nhân giải thích nghi hoặc hay không tiên tử cứ hỏi ta nếu biết sẽ nói hằng nga nói vì sao tinh quân lúc truyền âm nhất định để ta xuất hiện ở cuối cùng như thế sợ là bất lợi đối với thanh danh của tinh quân để lại tiếng xấu bạc tình lý trường thọ suy tư một hồi cũng không quá dễ trả lời hắn thật ra là đang chờ xem ngoại trừ sắp xếp của mình, thiên đạo có thể hay không có biến hóa khác cứu nửa cá nhân vật chính ở bên trong tây du kiếp nạn. đáng tiếc, lý trường thọ cuối cùng cũng không đợi được biến hóa gì. tiên thần thiên đình không thể làm gì hơn, biện trang với một bầu nhiệt huyết đầu liền muốn nhận tội, mà sắp xếp của mình dường như chính là phương thức giải cứu mà thiên đạo lựa chọn, có một chút vi diệu. nhưng những điều này là không tiện nói đối với hằng nga, lý trường thọ cũng chỉ có thể nói thừa dịp cơ hội lần này, để cho tên gia hỏa biện trang này nếm chút khổ sở, tránh cho y tiếp tục bành trướng, làm người luôn luôn phải có một chút áp lực, bằng không liền dễ dàng bay lên, hy vọng lần này y có thể ghi nhớ thật lâu, một chút thanh danh đối với ta mà nói không quan trọng, ta vốn cũng không để ý như vậy. Cho dù ngươi có chu toàn đến đâu, vẫn sẽ có nhiều người mắng mỏ sau lưng ngươi, điều này là do vị trí của ngươi quyết định. Chỉ là Hằng Nga bưng nước trà lên, cao mày nói cái cách mà biện trang nhìn ta tại nguyệt cung thật sự làm cho người ta có một chút chán ghét chuyện này không sao lý trường thọ nghiêm mặt nói đợi việc này nhạt đi nếu cần thiết ta sẽ để biện trang tới phía trước quảng hàng cung quỳ xuống nhận tiên tử làm nghĩa mẫu Phốt. khụ khụ khục hằng nga đường đường đại la kim tiên cầm cốc trà ho dữ dội sắc mặt đỏ lên ánh mắt hung hăng trừng lý trường thọ sau đó tràn đầy u oán khóe miệng nàng cong lên, khẽ nói. Ngày hôm nay thân thể hàng Nga khó chịu, tinh quân ngày khác trở lại đi. Không tiễn. Thật là. Ai, tiên tử. Lý Trường Thọ đưa tay muốn giữ lại, nhưng hằng Nga xoay người liền đi, thân ảnh đã biến mất ở bên trong lầu cát. Hắn lắc đầu cười cười, tản đi kết giới xung quanh hai người, cưỡi mây bay đi. Nửa ngày trước, Lý Trường Thọ mang 300 thường Nga, cùng với một công, Nguyệt lão áp giải biện trang đi đến lăng tiêu bảo điện. Ngọc đế tự mình thẩm vấn, Hằng Nga đóng vai trò là người bảo đảm, chứng thực biện trang bị người mưu hại, nhưng việc truy tra tiếp theo lại rơi vào bế tắc, chúng thường Nga đều có thể chứng minh rằng họ không hành động một mình. Trong các nàng, ít nhất có hai người thậm chí mấy người nói dối, nhưng việc này cũng không có cách nào giống trống khua chiên truy tra được. Liền như Lý Trường Thọ đã nói, nếu tra ra biện trang bị người ta vô hãm nhưng tìm không thấy vô người hãm, Biện Trang cũng sẽ bị trừng phạt nặng. Tuy nhiên, hình phạt nặng lần này liền có một chút khác biệt so với mất mạng nhỏ trước đây. Ngọc Đế Hạ Chỉ, nhân duyên điện cấm nhân duyên của Biện Trang ngàn năm. Tức là trong ngàn năm không được yêu đương, coi đó là hình phạt cho sự say xỉn và tắc trách của Biện Trang. Lý Trường Thọ tăng thêm chút bổ sung, lấy đi chức phó thống lĩnh thủy quân thiên hà của Biện Trang, cấm túc tại phủ đệ trăm năm, bên trong trăm năm nếu lại uống rượu, trực tiếp đánh vào thế gian biện trang đối với chuyện này. Đối với chuyện này. Hắc hắc hắc, hàng Nga tiên tử, thái âm tinh quân, nàng là đến như vậy. Trong phủ đệ điệu thấp xa hoa lại khắp nơi lộ ra phú quý khí kia, biện trang ngồi ở cuối cùng hành lang, ôm cây cột đá trước mặt, sắc mặt đỏ hồng, hai mắt mông lung. Ở một bên, ngao ớt mặt mũi tràn đầy vẻ chỉ tiết rèn sắt không thành thép, mắng. Mất hết chức quan rồi còn ở nơi này mơ mộng tiên tử. Điện Trang đang nghe truyện trên TV audio CV cười hắc hắc. Việc nhỏ, việc nhỏ. Linh Châu tử khoanh tay, nói thầm một câu. Việc này không thể cứ tính như vậy, biết rõ có người vu hãm nhị ca, lại ra không ra kết quả, làm sao có thể cam tâm. Điện Trang thoải mái thở dài. Nếu như tính kế đều là loại này, lại thêm mấy lần nữa cũng không có việc gì, hắc hắc, tiên tử ra mặt vì ta, thật là một chuyện vui vẻ. Ngao ớt hừ một tiếng, rõ ràng là giáo chủ ca mời đến, bên trong thiên đình này, vô luận là ai mở miệng nói việc này, đều sẽ bị cho rằng là nịnh bợ giáo chủ ca Duy chỉ có hàng Nga tiên tử, với danh tiếng và thân phận kia, mới có thể ra tay bảo trụ ngươi, ngươi có biết, giáo chủ ca ca gánh chịu bao nhiêu nguy hiểm ở trong đó. Nếu hàng Nga tiên tử nói việc này ra, trào phúng giáo chủ ca ca vài câu, giáo chủ ca ca mang tiếng thiên vị sắc ma, e rằng cũng sẽ bị người truyền thành sắc lan. Nói người đi sông Nguyệt Hoa Trì là chịu giáo chủ ca ca sai sử. Chuyện này. Điện trang cọ cọ chóp mũi. Tinh quân đại nhân cũng là tổng giáo tập thường Nga, hẳn là sẽ không truyền đi như vậy. Miệng người đời rất đáng sợ. Ngao ớt hơi giật giật khóe miệng. Trong mắt Linh Châu Tử mang theo vài phần không cam lòng, hỏi. Chẳng lẽ việc này liền tính như vậy? Còn những thường Nga đó thì sao? Vì sao không thể tiếp tục truy tra? thẩm vấn từng người một, nếu không được liền dẫn vào mộng cảnh, điều tra ký ức của từng người, sẽ luôn có thể tìm ra là ai. Biện Trang nhỏ giọng nói. Thường Nga Thiên Đình nổi tiếng tam giới, làm như vậy sự tình liền lớn rồi. Linh Châu tử mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nhị ca ngươi bây giờ vẫn còn thương hương tiếc ngọc. Ngao ớt lại nói. Việc này xác thực không nên làm lớn, bên ngoài ép xuống sự tình, sau đó âm thầm điều tra. Yên tâm đi, giáo chủ ca ca nhất định sẽ không bỏ qua việc này, Linh Châu ngươi đừng có xúc động, xem con hàng này đi, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, đối với y mà nói đây hẳn là nhân họa đắc phúc lớn nhất. Hắc hắc, vẫn là ớt ất hiểu rõ ta. Điện trang ôm cột gỗ, tràn đầy say mê cười hắc hắc. Thái âm tinh quân, ta thiếu nàng một cái mạng, ân tình này, ba đời đều trả không hết. Cứu ngươi chính là giáo chủ ca ca. Chuyện này khác, mệnh của ta đã sớm là của tinh quân đại nhân. Ta đi tìm thỏ thỏ thương lượng một chút. Linh Châu tự nắm nắm quyền. Nếu như tra ra là ai vu hãm nhị ca, trước kéo đi đánh một trận. Nói xong quay người vội vàng mà đi, để lại Biện Trang ngẩn người một hồi. Biện Trang lấy lại tinh thần, vội vàng hô to. Không phải. Những người đó đều là tiên tử, tam đệ ngươi đừng có động thủ. An tâm đi, nếu có chỗ không ổn, giáo chủ ca ca tự nhiên sẽ ngăn cản y. Ngao ớt dựa người sang bên cạnh. Nhưng việc này, có lẽ thật sự cần Linh Châu tử đi điều tra, y là đệ tử xiển giáo, cũng không phải tiên thần Thiên Đình, đối với nữ tử cũng không có cảm giác, thanh danh này Thiên Đình đều biết. Ai? Điện Trang lắc đầu một hồi. Tuổi nhỏ không hiểu tốt, lão đại đồ bi thương, tam đệ vẫn là quá trẻ tuổi, ngày hôm nay có thể được Thái Âm tinh quân mở miệng biện hộ, đi Thiên Đình một chuyến, đáng giá. Ngao ớt bị y chọc tức mắt trợn trắng, mắng. Không cứu nổi ngươi. Ta vĩnh viễn ngưỡng mộ hàng Nga tiên tử. Cút. Ngươi còn không biết thu liễm, nói những đạo lý đó khắp nơi, sớm muộn cũng sẽ bị chuyện như vậy hủy tiền đồ. Việc nhỏ, việc nhỏ. Đánh rớt ngươi xuống phàm trần. Việc nhỏ, việc nhỏ. Loại trừ mầm tai họa kia của ngươi. Phi. Cùng lắm thì là chết một lần nữa. Ai đã làm việc này? Tại Tiểu Quỳnh Phong phía trước đan phòng, Lý Trường Thọ càng ngày càng thích ngồi ở trước cửa, nhìn trời, nhìn nước, nhìn mây, nhìn trăng, đại khái tâm tính trưởng thành, có chút giống lão nhân kỳ thực việc này tạm thời kết thúc bằng cách trừng phạt Biện Trang, cũng là hắn âm thầm đề nghị cho Ngọc Đế Bệ, coi như là khiển trách đối với Biện Trang ngày bình thường ăn nói không cẩn thận. Lúc ngồi ở bên trong Nguyệt Cung thẩm tra xử lý án này. Lý Trường Thọ ban đầu hoàn toàn không thể loại trừ lựa chọn sắc dục hương tâm của Biện Trang. Không có cách nào. Ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng Biện Trang, ngoại trừ những thứ liên quan đến Mỹ nữ. Lần này, nếu không phải chính mình cùng với hàng Nga tiên tử coi như có một chút giao tình, thật sự sẽ rơi vào tiếng thoái lưỡng nan, chỉ có thể vận dụng Biện Lão Phu Nhân cùng với những phương án dự phòng khác. Nhưng những người khác ra mặt, cho dù có lời giải thích chu toàn, hiệu quả cũng đều sẽ giảm bớt đi nhiều lý trường thọ lúc ấy ngồi ở bên trong nguyệt cung sau khi truyền âm cho hằng nga hẹn xong việc này cũng đã bắt đầu suy tư đằng sau có nên tra hay không lại nên tra như thế nào nếu như việc này là tây phương giáo đang dở trò quỷ như vậy tất nhiên là vạn sự đại cát nhưng nếu như không phải phương tây lại nên kết thúc như thế nào quả thật khả năng tây phương giáo gây sự là lớn nhất dù sao trước đây biện trang đã từng thổ huyết ăn vạ tại linh sơn bị linh sơn ghi hận đúng là hợp tình lý đột nhiên nghĩ đến tây du kiếp nạn kết thúc biện trang trở thành một vị tịnh đàn sứ giả ngay cả la hán quả vị cũng đều không có lăn lộn được có thể hay không liền có quan hệ với đắc tội linh sơn trước đây cũng không đúng khi đó linh sơn đại khái không phải linh sơn lúc này nhưng suy nghĩ kỹ một chút tây phương giáo thật sự dám tiếp tục nhằm vào thiên đình vào lúc này tính tình của hai vị thánh nhân kia là chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn nhưng cũng chính bởi vì tính nết cùng với lý niệm hành sự như vậy trong mắt thấy chỉ là hai chữ lợi ích, ngược lại sẽ bảo trì khắc chế vào lúc này. Nếu như lại tiếp tục đối nghịch cùng với thiên đình, vốn liếng của Tây Phương Giáo đều sẽ bị đánh tan hết. Thiên đình cuộc khởi là đại thế, đối với với thiên đạo mà nói, trình độ ưu tiên này ở phía trên xa xa phương Tây Đại Hưng, việc này, hai vị thánh nhân lão gia kia hẳn đã sáng tỏ. Đổi góc độ cân nhắc, thiên đình vững vàng mấy trăm năm, đột nhiên bị nhầm vào, tại sao lại là biện trang? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, trong lòng hiện lên một số lựa chọn, những lựa chọn này liên hệ lẫn nhau, hóa thành hơn 10 loại khả năng. Lúc này lấy tỉnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến. Nếu ngày hôm nay hãm hại Biện Trang, cũng không phải là Linh Sơn, vậy chuyện này quả quyết sẽ không kết thúc như thế, đối phương khẳng định còn sẽ có hành động kế tiếp. Bản thân Biện Trang có khuyết điểm quá lớn, rất dễ dàng bị người mưu hại. Nếu mọi thứ đúng như mình dự đoán, người mưu hại biện trang kế tiếp e rằng sẽ phải tự mình đứng ra như vậy liền rất rõ ràng nhằm vào biện trang chính là vì kéo thái bạch kim tinh hắn xuống nước chuyện là chuyện nhỏ nhưng toan tính của người sau lưng hẳn là không nhỏ ừm lý trường thọ nhẹ nhàng nhíu mày nhìn hình ảnh linh châu tử hùng hùng hổ hổ phóng tới thái âm tinh không khỏi nhíu mày suy tư mà thôi để y cùng với thỏ ngọc liên thủ làm kinh sợ những thường nga đó cũng tốt mà tổng giáo tập mình cũng nên đi vào bên trong nguyệt cung ngồi một chút. Chẳng qua trước đó, vẫn là phải đi tìm ngọc đế bệ hạ thương lượng một chút. Đây chính là đại sự thiên đình, hơn nữa là đại sự hiếm thấy ở bên trong đoạn thời gian yên tĩnh này, ngọc đế bệ hạ đã là ma quyền sát trưởng, không kịp chờ đợi muốn có chút cảm giác tham dự cố sự. Làm quyền thần, tất nhiên là phải suy tính vì ngọc đế, phải an bài ngọc đế bệ hạ vào việc này. Thế là, ba ngày sau. Đạo nhân giấy lý trường thọ cười ha hả xuất hiện ở bên trong nguyệt cung, ngồi vào vị trí cũ của chính mình, đặt một vị nướng thịt nướng, phẩm một bình ngọc tuyền băng nhưỡng, dương dương tự đắc. Hắn cười nói, Các vị không cần để ý, ta cũng là đột nhiên nghĩ đến, chính mình còn có chức tổng giáo tập ngọc đế bệ hạ phó thác. Thiên đình bận rộn sự vụ khắp nơi, ta vẫn luôn chưa thể thực hiện chức trách này, trong đáy lòng hổ thẹn, trong đáy lòng hổ thẹn, nào, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Nói xong, Lý Trường Thọ lật lại xiên thịt trước mặt, hiếp mắt cười khẽ. Chúng thường Nga trong điện ngược lại là không có gì khác thường, các nàng cũng biết, Thái Bạch tinh quân tới nơi đây là vì chấn nhiếp người vu hãm biện trang. Việc này đã ra ra là có người mưu hại, Thái Bạch tinh quân có thể chiếu cố mặt mũi của các nàng, dùng phương thức ôn hòa như vậy tạo áp lực, đã là có một chút nhân từ. Mấy ngày nay, Linh Châu Tử cùng với Thỏ Ngọc cũng đang tản bộ khắp nơi bên ngoài Nguyệt Cung, nhìn chầm chầm mỗi vị tiên tử qua đường, cũng làm các vị tiên tử cảm thấy áp lực. Lý Trường Thọ ngồi xuống tại Nguyệt Cung, Linh Châu Tử cùng với Thỏ Ngọc đi dạo quanh Nguyệt Cung, chính là lâu mấy tháng. Ngay khi Lý Trường Thọ đang âm thầm suy nghĩ, đây hẳn là Tây Phương Giáo đơn thuần có ý định trả thù, thì bên trong Nguyệt Cung có mấy vị tiên tử xuất hiện dị dạng, liên tục bỏ bê, luyện múa, hai lần. Mấy vị tiên tử này, tình cờ nằm trong số khoảng hơn 10 vị tiên tử tắm rửa vào ngày hôm đó quả nhiên đến rồi lý trường thọ trầm ngâm vài tiếng biết nếu như chính mình hạ lệnh gọi các nàng tới ra hỏi sự tình kế tiếp có thể sẽ phát triển theo các loại lộ tuyến không thể tưởng tượng thậm chí có khả năng sẽ dính dấp đến tam giáo đạo môn hoặc là giao trì vương mẫu nhưng lúc này rõ ràng đã phát hiện ra dị thường mà bỏ mặt đối với chúng tiên thần thiên đình lại không có cách nào bàn giao chuyện này đến cùng là ai tính toán thế nhưng là rất khó đối phó mà còn không phải phong cách hành sự của tây phương giáo lý trường thọ đột nhiên nghĩ đến một người bạn cũ luân hồi tháp chi chủ a tạng đây là lần đầu tiên lý trường thọ cảm thấy bị động như vậy kể từ lần cuối cùng hắn đấu với địa tạng vương ở đông hải bây giờ muốn phá cục vẫn chưa tới thời cơ nước vẫn là đục thấy không rõ đáy ao lý trường thọ cũng không sốt ruột ra tay trước tiên suy nghĩ rõ ràng hậu sự vạch ra các chiến lược khắc phục hậu quả và kế hoạch dự phòng cho từng khả năng, sau đó mới gọi Ngao ất tới, mặt lạnh hạ lệnh đối với Ngao ất, mời mấy vị thường Nga khả nghi kia đến hỏi ý. Lần truy tra này thực sự liên lụy đến một loạt các hoạt động tiếp theo. Mấy vị thường Nga khả nghi kia bị mời tới Nguyệt Cung, ở trước mắt bao người, còn chưa chống được quá ba canh giờ, đạo tâm của một vị thiên tử không chịu nổi áp lực sụp đổ, giảng thuật chuyện ngày đó. Có bốn người động thủ, âm thầm thiết kế hơn nửa năm, rốt cuộc tìm được cơ hội, khiên biện trang say rượu bỏ vào bên cạnh Nguyệt Hoa Trì. Một chủ mưu và ba đồng phạm. Kẻ chủ mưu này, chính là vị tiên tử ngày đó nói nếu không phải biết biện trang từng tiến vào động xuất cung, là phụ tá đắc lực của tinh quân đại nhân ngài, ngày hôm nay ta liền vung một kiếm giết chết y. Lý Trường Thọ xử phạt nhẹ ba đồng phạm, chỉ là cấm túc trăm năm. Sau đó, Lý Trường Thọ muốn thuận dòng lui thuyền, nói rằng kẻ chủ mưu có xích mích cũ với biện trang chính là hành động trả thù cá nhân liền muốn làm cho việc này chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không ai ngờ bên trong thường nga cũng có rất nhiều tiên nữ có tinh thần trọng nghĩa mạnh mẽ đứng ra khiển trách kẻ chủ mưu nói rằng nàng đã hủy hoại thanh danh của nguyệt cung muốn xóa tên nàng ra gọi danh sách thường nga nữ tử này cấp tốc sụp đổ kêu khóc ta không còn biện pháp nào bọn hắn bắt gia đình thân muội của ta đe dọa buộc ta làm như vậy Lý Trường Thọ Sự đảo ngược này hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của hắn Lúc này, mười mấy khả năng trong lòng hắn đã tiêu tán gần hết Chỉ còn lại một ít suy đoán, dẫn đến đáp án chân chính Lý Trường Thọ chậm rãi nói Các vị tiên tử đừng vội, để bản tin quân hỏi Bọn hắn trong miệng ngươi, là người phương nào? Kẻ chủ mưu kia thất hồn lạc phách, hai mắt rơi lệ Quả thực trấy động lòng người, thật sự rất đáng thương Nàng thấp giọng thì thào ta cũng không biết là người phương nào, ta lần trước về nhà thăm viếng bị bọn hắn chế trụ, gia đình thân muội của ta đều rơi vào trong tay bọn hắn, chỉ là ta nghe được bọn hắn nói một câu, một câu đại nhân, ta không dám nói, ngài cứ xử phạt nặng ta là được, còn thỉnh ngài đại từ đại bi, xuất thủ cứu cứu gia đình thân muội ta. Ngươi cứ nói đi. Lý Trường Thọ ấm giọng nói. Gia đình thân muội ngươi nếu thật sự bị người cưỡng ép, thiên đình đương nhiên sẽ không mặc kệ. Tạ đại nhân, Tạ đại nhân, ta ở trong lúc vô tình nghe bọn hắn nói, lần này nhất định phải làm cho ngài cùng với hằng nga tiên tử sinh ra xích mít, tránh cho đệ nhất mỹ nhân tam giới hằng nga tiên tử làm hỏng hảo nhân duyên của vân tiêu sư tỷ bọn hắn. Tiên tiệt giáo, đây chỉ là đáp án tầng nông. Lý Trường Thọ cũng không sốt ruột, trong đáy lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, sự tình đã tra ra một nửa manh mối, nhưng con đường do đối phương thiết kế này. Chính mình đi đến hiện tại thì cũng thôi đi, tiếp tục bị đối phương nắm mũi dẫn đi, vậy thì có một chút thất sách. Người tính kế sau lưng, muốn làm lớn chuyện ra. Vậy liền triệt để làm lớn. Đối phương muốn làm cho tam giáo đạo môn bột phát xung đột, vậy liền để tam giáo khởi xung đột, triệt để làm lớn sự tình đến mức đối phương không thể thừa nhận. Tính kế tính tới tính lui, tính kế đến trên người vân tiêu. Thật sự cho rằng hắn sẽ chỉ chu toàn, không dám lật bàn ổn một tay. Không minh đạo tâm, mở. Lý Trường Thọ nhanh chóng nội thị tự thân, phán đoán chính mình có bị kiếp vận ảnh hưởng hay không, phát hiện ra cũng không có dấu vết của lực lượng thiên đạo, liền biết không phải là thiên đạo muốn dẫn động phong thần sát kiếp trước thời hạn. Tám thành là có người đã không đợi kịp, muốn dẫn động đại kiếp trước thời hạn. Phía dưới, có thường Nga lĩnh đội nói. Tinh quân đại nhân, việc này nên xử trí như thế nào? Đưa đi lăng tiêu bảo điện lý trường thọ nói việc này quan hệ đến vân tiêu vân tiêu là đạo lữ của ta tiếp theo ta không tiện ra mặt cứ làm sự tình giải cứu người nhà vị thường nga này còn thỉnh thay ta khởi bẩm bệ hạ việc này nhất định phải ra đến cùng ta được ai cũng đều không cần dừng lại uy nghiêm thiên đình không thể mất đi ta ngược lại muốn xem xem ai có đảm lượng như vậy khiêu khích thiên đình khiêu khích thiên đạo khiêu khích tử tiêu cung dứt lời lý trường thọ vương người đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực hỏa khí trùng thiên lưu lại một đám thường nga trừng mắt phượng lo sợ bất an. các nàng chỉ là vũ vong, làm sao có thể chịu được tinh quân đại nhân giận dữ như vậy? Lý Trường Thọ trở ra Nguyệt Cung, trực tiếp cưỡi mây rời khỏi Thái Âm Tinh, sắc mặt đen như đáy nồi. Một tia lưu quang bay tới từ bên cạnh, hóa thành hình bóng kim bằng tiến đến bên người Lý Trường Thọ thấp giọng nói: Lão sư, có một việc nhỏ. chuyện gì? Biện lão phu nhân phái người đưa tới 300 vị thiếu nữ mỹ mạo, lúc này đang chờ ở bên ngoài đông thiên môn. Kim bằng công khóe miệng lên. Dựa theo người biện gia nói, thiếu các chủ của bọn họ chưa bao giờ bị oan uổng như vậy. Biện lão phu nhân đối với chuyện này có một chút nổi nóng, nhưng cũng biết quy củ thiên đình, 300 thiếu nữ này tiến vào bên trong phủ biện trang, cũng liền đào một cái bảo trì, mỗi ngày đều tắm rửa trong đó, sẽ không ra ngoài nhiều. Lý trường thọ không nhịn được bật cười nói vị lão phu nhân này cũng rất có thủ đoạn ngươi đi quát lớn người biện gia vài câu nhưng đừng có quá nặng lời sau đó lý trường thọ truyền âm nói ngươi sau đó âm thầm làm việc ta đi điều tra người nhà của một vị thường nga sẽ cố ý thả chậm bộ pháp trước tiên đưa tin tức cho ngươi ngươi lại đi thử xem có thể cứu một nhà này hay không nếu có thể cứu liền bảo vệ tốt bọn họ trực tiếp mang trở về thiên đình nếu như không thể cứu thấy chỉ là thi thể liền đốt thi không để lại dấu vết không nên để lại nửa điểm vết tích đừng có hỏi vì sao vâng kim bằng truyền âm trả lời lại mỉm cười chắp tay lão sư yên tâm ta tự có chừng mực sẽ không để cho biện gia quá ủy khuất nói xong kim bằng quay người độn đi lý trường thọ hít mắt lại đạo nhân giấy tiếp tục bày ra bộ mặt thối trở về bên trong thái bạch điện mượn đề tài hắn chính là người trong nghề Tây phương giáo Di Lặc, xiển giáo Quảng Thành Tử, tiệt giáo Đa Bảo, xiển giáo Nhiên Đăng Đạo Nhân, xiển giáo Xích Tinh Tử, quần thể tiệt giáo Yêu Mến Vân Tiêu. Bên trong Thái Bạch Điện, Lý Trường Thọ lẳng lặng ngồi ở chỗ sâu đại điện, trong đáy lòng xẹt qua danh hào của hết người này đến người khác hoặc là thế lực đoàn thể. Hắn đang suy đoán, suy đoán, đến cùng là ai gây sự tính kế ở sau lưng. Bởi vì hiện tại có quá ít thông tin, Lý Trường Thọ cũng không có cách nào phân tích xác suất của từng khả năng vốn dĩ lý trường thọ đối với chuyện này còn có ý nghĩ được chăng hay chớ phong thần sát kiếp ở ngay phía trước thiên đạo cũng đều đã định ra kịch bản ý tứ của đạo tổ lão gia đã được ám chỉ rất rõ ràng người chấp chưởng hắn hãy thành thành thật thật tuân theo tinh thần chỉ thị của thiên đạo thể hội thiên đạo đầy đủ là không dễ dàng hắn chỉ cần lấp đầy chính thần thiên đình suy yếu lực lượng sinh linh bên trong thiên địa không cần nghĩ tới những thứ khác nói một cách khác đại kiếp cũng không phải là kim liên, đại quan nhân nào tà mị cười một tiếng, đều có thể tùy tiện thông đồng. Nhưng đối phương lại lấy cảm tình giữa chính mình cùng với Vân Tiêu làm văn chương. Hắn là một người địa cầu xa quê, kiếp trước sống ở xã hội pháp trị, thời đại Thái Bình, căn bản không có uy hiếp đến tính mạng, sau khi xuyên Việt, không hiểu ra sao liền đến hồng hoang đại năng có thể dời núi lấp biển, mệnh phàm nhân như cỏ rác này. Nguy cơ sinh tồn, nguy cơ mạng sống đã đủ thảm rồi, phía trước còn có vấn đề kế thừa lãng tiền bối khiến cho chính mình bị đạo tổ nghi kỵ có bao giờ hắn nghĩ tới việc đối nghịch thiên đạo sao khục đã từng nghĩ tới kỳ thực đã từng nghĩ tới chủ yếu là vì vấn đề công đức kim thân nhưng lý trường thọ cũng biết ở thời đại sau khi thiên đạo hoàn thiện này điều kiện khách quan hoàn toàn không cho phép đấu với thiên đạo con đường ổn thỏa nhất chính là đạt thành mục đích sau đó rời khỏi hồng hoang thiên địa khó khăn lắm hắn mới hạ quyết tâm đến thử đi một bước lại một bước với vân tiêu yêu đương cùng với tiên thiên đại năng thật sự rất hao tốn sức lực kết quả là một chút tình cảm này ngược lại trở thành công cụ cho người khác sử dụng lý trường thọ chậm rãi thở dài là thủ đoạn của hắn không đủ hung ác hay là hắn không đủ vững vàng mỗi ngày đề tỉnh bản thân ba lần luôn khắc sâu chữ ổn thiên địa vốn là vô thường những điều nhỏ nhặt cho thấy sự thật lần tính kế này lại là đánh cho hắn trở tay không kịp. Dù sao hắn không phải thánh nhân, không có cách nào tùy thời giám sát thiên địa vạn vật. Trực tiếp khóa chặt Tây Phương Giáo, rất dễ dàng bỏ lỡ hắc thủ phía sau màn chân chính. Còn cần kiểm chứng thêm, nắm giữ càng nhiều tin tức. Phân tích đơn giản một chút, những người có khả năng tính kế sau lưng. Đứng ở tầng tính kế nông nhất, chính là sự thật đã biết mặt ngoài, một số tiên nhân tiệt giáo nhiệt tình, hộ giá hộ tống vì tình yêu giữa Vân Tiêu và hắn để cho chính mình cùng với nguyệt cung tiên tử phân rõ giới hạn. Lý Trường Thọ hoàn toàn không có cách nào loại bỏ khả năng này. Tiệt giáo có quá nhiều tiên, người hỗn tạp, hơn nữa đều tự rêu rao bản thân đề cao tình yêu và lẽ phải, nói không chừng sẽ có mấy kẻ ngu ngơ hô hào, ta là Du Côn cơ trí, làm ra loại sự tình này. Điều này không thể nghi ngờ sẽ gia tăng độ khó giải quyết vụ án. Nhưng bất kể như thế nào, coi như thật sự là tiên tiệt giáo làm ra, Lý Trường Thọ cũng không muốn tùy tiện bỏ qua. Có đôi khi, bản thân hắn có thể làm ra nhượng bộ, ăn chút thua thiệt nhỏ không có gì, không ảnh hưởng đến lợi ích căn bản của chính mình liền không sao cả. Nhưng, Vân Tiêu cùng với Linh Nga là không được. Trường Canh Ở bên ngoài cửa điện, hóa thân Ngọc Đế thiên động vội vàng mà đến, Lý Trường Thọ mở ra đại trận xung quanh, đứng dậy nghênh đón. Hai cổ quyền lực chủ yếu thiên đình, ngồi xổm ở góc Thái Bạch Điện, ăn thịt xiên nướng uống rượu ngọc lan vén tay áo lên liền bắt đầu cấp tốc giao lưu ngọc đế hỏi lần sự tình này liên quan đến vân tiêu tiên tử ngươi thấy thế nào lý trường thọ nói bệ hạ từ tư tâm mà nói ta muốn làm lớn sự tình nhưng như vậy có lẽ sẽ chôn xuống tai họa ngầm cho thiên đình có thể có tai họa ngầm gì ngọc đế hừ một tiếng có người mưu hại biện trang còn là dùng quan hệ giữa ngươi cùng với Vân Tiêu làm văn chương, ngoài sáng nói là sợ ngươi cùng với hàng Nga đi quá gần, trên thực tế thì sao? Đây là đang châm chọc ngươi sẽ bởi vì Vân Tiêu mà thiên vị tiệt giáo, muốn giao động nền tảng chấp trưởng đại kiếp của ngươi, ngươi sẽ không ngại thoải mái nói cho bọn hắn, chúng ta liền thiên vị, chúng ta chính là nhìn tiên tiệt giáo thuận mắt, bọn hắn lại có thể thế nào? Lý Trường Thọ cười nói, bệ hạ có thể cân nhắc vì tiểu thần như thế, tiểu thần thật sự có một chút cảm động nhưng việc này vẫn là để tiểu thần xử trí đi tiểu thần tự sẽ nghĩ ra biện pháp chu toàn vừa chấn nhiếp đạo chích lại vừa giữ gìn uy nghiêm thiên đình thuận tiện còn có thể xả giận ngươi lần này có thể không đành lòng ta cảm thấy vui mừng sâu sắc ngọc đế cười nói ngươi làm nhiều chuyện vì thiên đình như vậy thiên đình cũng nên làm chút chuyện vì ngươi nói đi định làm thế nào ngươi làm việc ta yên tâm làm lớn chuyện dùng hết khả năng làm lớn chuyện Lý Trường Thọ nói. Trước tiên để đối phương cảm thấy thiên phạt giáng xuống đầu, điểm này bệ hạ cần phải ra tay. Việc nhỏ. Hóa thân Ngọc Đế nói. Ngươi viết một phần tấu biểu, ta chiếu theo đó đọc là được. Bệ hạ, chúng ta dạng này, sẽ rất dễ dàng bị người nói là tiểu thần thao túng thiên đế, ngài hãy tự phát huy đi. Hóa thân Ngọc Đế nghiêm mặt nói. Trường canh ái khanh, lười biến. Lý trường thọ thả ra thịt xiên nướng trong tay, cúi đầu chắp tay, thấp giọng nói. Ai, tiểu thần sẽ viết, hạn mức gây sự cao nhất mà bệ hạ ngài có thể tiếp nhận là trình độ nào? Không kinh động đạo tổ lão gia hiện thân. Lý Trường Thọ. Thật sự là hắn không đủ ác sao? Vừa rồi đã giữ dàn chế định kế hoạch trả thù kế tiếp, hạn mức cao nhất là không kinh động thánh nhân ra tay. Ngọc Đế vừa mở miệng, liền trực tiếp là không kinh động đạo tổ lão gia hiện thân. Bây giờ ở bên trong thiên địa này, chỉ có một việc có thể khiến cho đạo tổ hiện thân, thánh nhân đại chiến, hồng hoang bị hủy. Làm sao lại có cảm giác Ngọc Đế Bệ Hạ muốn nhân cơ hội này tham gia náo nhiệt, tuyên bố sự hiện diện của mình? Lý Trường Thọ châm trước một hồi, Thượng Tấu mời Ngọc Đế Bệ Hạ tiếp quản vĩ nướng, đứng dậy đi sang một bên, bày một cái bàn thấp, viết một phần tấu biểu không nghi thức thực ra hắn không vội tìm hiểu xem ngọn núi thần tiên đột nhiên xuất hiện bên bờ biển Đông Hải có phải là hoa quả sơn hay không, đó chỉ là hành vi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chính mình. Mặc dù mình là Thái Bạch Kim Tinh, xem ra rất có thể là sẽ có một đoạn vướng mắc yêu hận cùng với hầu tử. Nhưng chuyện có nặng nhẹ, hiện tại trọng yếu nhất là cạo chết, khục, là tra sau lưng đến cùng là ai đang tính kế chính mình cùng với Vân Tiêu. Cảm tình hư giả, như biện trang vậy, treo tình yêu và sắc đẹp ở trên miệng, mỗi ngày hô hào muốn tìm tình yêu định mệnh của mình, kết quả thấy một người yêu một người, cảm thấy chuyện này cũng không tệ. Cảm tình chân chính, ngươi dám dùng chuyện này để uy hiếp, cũng đừng trách ta làm việc không còn điểm mấu chốt. Thế là, nửa ngày sau. Bang. Đương đương đương. Tại lăng tiêu bảo điện, chúng tiên thiên đình tề tụ, phàm là tiên thần có phẩm giai đều bị đưa tới, nhìn ngọc đế bệ hạ vẫn luôn bình tĩnh, đột nhiên đá đổ chiếc bàn trước mặt dưới đài cao biện trang một thân cáo tù mặt mũi tràn đầy nước mắt cúi đầu quỳ sát vị thường nga bên người biện trang kia vào giờ phút này khí tức yếu ớt nằm ở kia toàn thân trên dưới không có bất kỳ vết thương gì như thể bị trúng độc đương nhiên tính mạng của nàng là không có vấn đề độc đan là lý trường thọ hạ xem như khiển trách đối với nàng sau đó cho nàng ăn giải độc đan vì để cho nàng trong toàn bộ quá trình ngậm miệng không nói được lời nào bước đầu tiên làm lớn sự tình tính chất ác liệt phản đây là muốn phản ngọc đế chửi ầm lên áo trắng trên người không ngừng lay động đi tới đi lui sau chiếc bàn ngọc bị mình đạp đổ đầu tiên là phó thống lĩnh thủy quân thiên hà bị người âm mưu tính kế người tính kế lại là thường nga nguyệt cung vốn nên băng thanh ngọc khiết hiện tại mới nửa ngày thường nga này bị thiên phạt điện bắt giữ mới nửa ngày liền có người muốn mưu hại tính mạng của nàng diệt khẩu diệt khẩu trắng trợn đây là thiên đình thiên đình do thiên đạo định ra muốn chấp chưởng trật tự tam giới cả gan làm loạn vô pháp vô thiên người mưu đồ sau lưng này là ăn gan trời ai nói cho ta biết thiên đình này còn có tác dụng gì ai nói cho ta biết thiên đế này còn có tác dụng gì đông một công lão thần ở đây một công cao giọng la lên vội vã đi ra hai bước quỳ sát ở trước đài cao. Tra! Tra đến cùng cho ta. Từ hôm nay trở đi, thiên đình tạm dừng hết thảy sự vụ không cần thiết, hết thảy tiên thần không cho phép thay ca, thiên đình tiến hành tự kiểm. Lần này nếu như không tra ra được vấn đề, ta liền bắt các ngươi tìm vấn đề. Đông một công cúi đầu hô to. Lão thần tuân chỉ. Mấy hàng chính thần thiên đình gần phía trước cùng nhau cúi đầu hành lễ, không ít người cũng là lộ ra sắc mặt giận dữ, đồng thanh nói chúng thần tuân chỉ sắc mặt ngọc đế hơi hoảng lãnh đạm nói phủ đệ biện trang phái trọng binh bảo hộ lại đưa tiên tử này đi giao trì do long cát tự mình dẫn người trông coi ai cũng đều không được đến gần trường canh ái khanh đâu thái bạch tinh quân đã mang binh đi đến nhà vị thường nga này giải cứu người bị bắt đông một công vội vàng đáp ngọc đế chậm rãi gật đầu lại mắng bức hiếp thường nga tính kế thiên tướng uy hiếp trọng thần thiên đình ta tin cậy nhất. Mặc kệ người tính kế sau lưng là ai, ta lần này nhất định không tha cho đối phương. Truyền lệnh giao trì. Phái người đi tam tiên đảo đưa chút bảo vật, thay trường canh ái khanh cùng với thiên đình, nhận lỗi đối với vân tiêu tiên tử. Việc này thiên đình chúng ta đối lý. Vân tiêu tiên tử là một nữ tiên ôn nhu hiền thục như vậy, trường canh vì công bằng chủ trì đại kiếp, mấy chục năm chịu đựng nỗi khổ tương tư mới đi gặp vân tiêu tiên tử một lần, đổi lấy chính là bị hoài nghi như thế. Hôm nay ta liền nói rõ ràng cho các vị ái khanh, đại kiếp phong thần này còn có một trận sát kiếp chưa hàng, việc này đệ tử các đại giáo đều biết. Nhưng ta đã sớm cho trường canh ái khanh một phần ý chỉ, ý chỉ này chính là miễn vân tiêu nhập kiếp, xem như thiên đình hồi báo đối với trường canh, thiên đình có thể có cục diện như vậy, trường canh chiếm công đầu. Trường canh ái khanh cũng không cần vì tư tình, mà ảnh hưởng xu thế đại kiếp, những kẻ chỉ dám nấp trong bóng tối ám tiễn đã thương người kia, không xứng làm chính thần thiên đình. Không xứng tồn tại trong thiên địa. Hừ. Quét ống tay áo, Ngọc Đế xoay người bước đi, biến mất ở trên đài cao, chỉ để lại một đám tiên thần thiên đình hoặc là quay mặt nhìn nhau, hoặc là lòng đầy căm phẫn. Đông một công đứng dậy, quay người cũng là lộ ra sắc mặt giận dữ. Còn thất thần làm gì? Ai có chức trách thì trở về vị trí của mình, giữ gìn thiên địa an ổn không loạn. Tiên thần còn lại tập hợp trước điện, chia ra điều tra các ngõ ngách thiên đình. Tiết Mục Ngọc đế mắng to tại Lăng Tiêu Bảo điện, kết thúc thuận lợi, ở dưới sự thúc đẩy sau lưng của Lý Trường Thọ, ngọn lửa dư luận hồng hoang bắt đầu bùng cháy dữ dội. Cơn thịnh nộ của thiên đình, ở trong thời gian ngắn nhất, liền bị hầu hết luyện khí sĩ biết được. Do Ngọc đế thêm quá nhiều kịch tính. Tuy rằng sau khi cân nhắc kỹ càng, đây đều là chuyện tốt, rất có lợi đối với chính mình, nhưng Ngọc Đế trước đây cũng không đề cập. Được rồi, người này có quyền to nhất trong đoàn làm phim, đạo diễn cũng phải gật đầu phục tùng. Bên trong Thái Bạch Điện, bản thể của Lý Trường Thọ đi ra từ Tiểu Quỳnh Phong, đạo nhân giấy xung quanh đi tới đi lui, từng khối ngọc phù không ngừng lao vùng vụt. Ở bên trên Côn Luân Sơn, độ ách mở rộng khẩu bình, khục lại đến. Ở bên trên Côn Luân Sơn, đội ách chân nhân mang theo Trịnh Luân lại đi ăn tiệc, lần này lại lộ vẻ mặt u ám, chủ động hỏi thăm, truyền ra tin tức mà mình, vô tình, biết được. Tại nhiều phường trấn khác nhau ở Trung Thần Châu, từng vị từng vị tiên khuếch tán tin tức mà thiên đình âm thầm bồi dưỡng, bắt đầu lan thang khắp các quán trà, hội luận đạo. Bên trong ba ngàn thế giới, ở những nơi do tiên minh khống chế, trong mỗi một đại thiên thế giới đều nhiều thêm mấy vị tiên thần, chủ động nói về những đại sự vừa mới xảy ra tướng quân thiên đình bị tính kế, người nhà thường Nga bị bức hiếp. Sau đó thường Nga bị đầu độc diệt khẩu, Ngọc Đế tức giận trong lăng tiêu bảo điện. Sự tình lần này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của người tính kế sau lưng. Dù sao thiên đình bây giờ, đã không phải thiên đình năm đó, lực uy hiếp đã gần ngang với sáu thánh, hơn nửa lực ảnh hưởng còn lớn hơn. Đạo nhân giấy lý trường thọ mang theo đội một binh mã, hỏa tốc chạy tới nhà thường Nga kia, nên ngang dùng tốc độ cao nhất cực lực thể hiện sự quan tâm của thiên đình đối với mỗi một vị tiên thần chúng thường nga thiên đình kỳ thật phần lớn là được chọn lựa ra từ bên trong ba ngàn thế giới ở một trình độ nhất định xem như là mặt tiền của thiên đình nhà vị thường nga này liền cách hồng hoang có một chút xa thiên binh muốn bay qua ít nhất phải mất hai tháng nhưng mà đi được nửa đường thời gian lại chỉ hao tốn nửa tháng việc này ở bên trong hồng hoang đã lưu truyền sôi sùng sục một cái tin dữ truyền đến từ tiên minh một nhà thân muội của vị thường nga vị kia tính cả hết thảy thân nhân của thường nga đã bị người tính kế sau lưng âm thầm diệt khẩu tiên minh đã tìm kiếm tất cả những nơi có thể ẩn náu trong chỗ đại thiên thế giới kia cuối cùng cũng tìm được dấu vết để lại tìm được một chỗ sơn cốc nhưng lúc mấy vị cao thủ tiên minh chạy tới thi thể chúng người đều đã hóa thành tro tàn trong không khí có sóng linh lực nhàn nhạt lưu lại nếu không phải xung quanh có từng sợi từng sợi tàn hồn chưa tản đi thậm chí không có cách nào phân rõ nơi đây từng có người bị giết. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ âm thầm thở dài. Kim Bằng vẫn là đã đi trễ. Theo kế hoạch trước đây, hắn đã sớm vụn trộn nói vị trí đại thiên thế giới kia cho Kim Bằng. Kim Bằng có tốc độ cực nhanh mang theo, chỉ cần đối phương nhận được tin tức không có cấp tốc như vậy, khả năng cứu được vẫn là rất lớn. Đáng tiếc, tốc độ cực nhanh của Kim Bằng cũng không cứu được những người đó. Sở dĩ căn dặn Kim Bằng, nếu như không kịp cứu viện liền hủy thi diệt tích kỳ thật cũng là để đào sâu tội ác của đối phương và thu hút sự chú ý nhiều hơn về vấn đề này lý trường thọ lúc ấy đã làm ra một loạt tính kế tiếp theo lập tức đạo nhân giấy mang theo thiên binh tiếp tục chạy tới chỗ đại thiên thế giới kia tin tức truyền về bên trong ngũ bộ châu trong lăng tiêu bảo điện ngọc đế giận dữ một lần nữa lửa giận trên dưới thiên đình đã bị dẫn động cổ lửa giận này có thể phun trào như núi lửa hoặc có thể biến thành dòng nước lũ nhấn chìm một phương thế lực việc này lúc này đã hoàn toàn được xác định khiêu khích nghiêm trọng đối với thiên đình làm như không thấy đối với thiên đạo cự tuyệt trật tự mới hồng hoang do thiên đạo định ra thông thường những sinh linh hoặc thế lực như vậy sẽ không có kết cục tốt đẹp bên trong thái bạch điện lý trường thọ rơi vào trầm tư lúc này manh mối đã hoàn toàn bị chặt đứt lửa giận thiên đình đã bốc cháy người tính kế sau lưng cũng không có khả năng trực tiếp tới thiên đình thừa nhận sai lầm, ngược lại sẽ càng che giấu bản thân. Về phương diện manh mối trực tiếp, chỉ có thể xem kim bằng có thể mang tin tức tốt gì về. Về phương diện manh mối gián tiếp, kế tiếp có thể đi một chuyến đến luân hồi tháp, mặc dù địa tạng đã phong tháp, nhưng Lý Trường Thọ chỉ cần bản thể đi qua, dựa vào danh sách thiên đạo áp chế, vẫn có thể cưỡng ép tiến vào. Nhưng những thứ này còn chưa đủ trong mắt Lý Trường Thọ lóe lên tinh quang, theo tay áo tung bay, một tấm lưới lớn tựa hồ mở ra trước mặt hắn. nhóm tiên tử giao trì thiên đình đi tam tiên đảo tặng lễ, thật ra là Lý Trường Thọ an bài, diễn biến kế tiếp cũng có một chút thuận lợi. trên dưới Tiệp Giáo cũng bắt đầu chú ý việc này. Lý Trường Thọ không muốn tính kế Tiệp Giáo, nhưng việc này cũng đã liên lụy đến Tiệp Giáo, Tiệp Giáo vô luận như thế nào cũng đã không có cách nào thoát thân. nếu quả thật là hành động của kẻ ngu ngơ Tiệp Giáo nào đó tình hình bán đệ tử ký danh kéo đổ tiệc giáo năm đó, chỉ e là sẽ trình diễn một lần nữa. Nếu như có người dựa vào đó tính kế tiệc giáo, trái lại muốn ảnh hưởng quan hệ tốt đẹp giữa lý trường thọ cùng với tiệc giáo, tiệc giáo sẽ bị hao tổn càng lớn, trải qua phong thần sát kiếp tám thành sẽ tứ cố vô thân. Ngọc Đế tại Lăng Tiêu Bảo Điện chính thức nói ra sát kiếp sau cùng, chế tạo áp lực cho tiệc giáo. Tiên tử giao trì đi tam tiên đảo tặng lễ, đại biểu cho thiên đình nhận lỗi đối với vân tiêu tiên tử, dẫn động lực chú ý của tiên nhân tiệt giáo. Lý Trường Thọ phát một phong ngọc phù đến la phù động, triệu công minh biểu đạt phẫn nộ vừa phải đối với chuyện này. Rất nhanh, các tiên nhân tiệt giáo lòng đầy căm phẫn, trong nội bộ bắt đầu tự tra việc này, mấy vị đại đệ tử đi lại tại đạo trường các nơi, âm thầm điều tra hết thảy người có bộ dạng khả nghi. Vì để không cổng nồi, bọn họ vô luận như thế nào đều phải bắt ra kẻ dở trò quỷ sau lưng đây chính là cổ thế lực lớn thứ hai lý trường thọ có thể điều động thiên đình tiệt giáo sự uy hiếp của đạo tổ kiếm của thông thiên giáo chủ còn chưa đủ tính đúng thời cơ bản thể của lý trường thọ đi ra thái bạch điện trước tiên đi lăng tiêu bảo điện gặp mặt ngọc đế bệ hạ cùng với rất nhiều tiên thần cùng nhau thương nghị chỗ khó xử bây giờ không có manh mối cũng không thể trống rỗng tạo ra các vị tiên thần đều rơi vào xoắn suýt lớn lao Lý Trường Thọ đã đến tự nhiên là có chuẩn bị, sau khi thương nghị nửa ngày với mọi người, buông tiếng thở dài. Bệ hạ, tiểu thần vô năng, đã làm cho ngài mất mặt, việc này tại Hồng Hoang Tam Giới đều đã thu hút sự chú ý lớn, nếu như không giải quyết được gì, Uy Nghiêm Thiên Đình không còn sót lại chút gì, tiểu thần cả gan, mời bệ hạ cho phép hai chuyện. Ái Khanh nói đi. Ngọc Đế ở trong khoảng thời gian này, lần đầu tiên lộ ra ngôn ngữ ôn hòa, Lý Trường Thọ định tiếng nói. Thứ nhất, mời bệ hạ phái người đi vào bên trong hỏa vân động, tìm vị tiên hiền nhân tộc phục hy tiền bối bói toán vô song kia tương trợ, xem phải chăng có thể dựa vào hà đồ lạc thư suy tính ra một chút manh mối. Thứ hai, tiểu thần sẽ đi cửu trọng thiên quyết, tiến vào bên trong thái thanh quan, hỏi ý lão sư chủ mưu việc này. Ngọc Đế đã đọc qua kịch bản, tự nhiên biết lúc này nên nói cái gì, hỏi. Trường canh ái khanh sao không trực tiếp đến hỏi Thái Thanh Sư Huynh lý trường thọ nói thứ nhất là không muốn chuyện như vậy phiền phức lão sư lão sư yêu thích thanh tu thứ hai sẽ làm cho người ta cảm thấy nhân giáo chúng ta can thiệp quá sâu đối với thiên đình lão sư đã từng nói nhân giáo giúp đỡ thiên đình là vì thiên hạ thương sinh mà không phải vì quyền thế cho nên vì lý do ổn thỏa tiểu thần sẽ đi hỏi một đáp án nhưng nếu không phải tình hình bất đắc dĩ chúng ta truy tra bình thường không chiếm được manh mối liền không cần đáp án như vậy Ngọc Đế mỉm cười gật đầu, chúng tiên thần từng người nhẹ nhàng thở ra, sự tự tin lập tức tăng lên gấp trăm lần. Lý Trường Thọ cáo biệt mà đi, cưỡi mây thẳng hướng cửu thiên, nửa tháng sau mới trở lại. Thiên đình bắt đầu điều tra ở toàn bộ hồng hoang, dùng đủ kiểu thủ đoạn, điều động hết thảy tài nguyên, lấy mục tiêu luyện khí sĩ sát hại vị thường Nga kia, bắt đầu điều tra không giới hạn. Ở dưới áp lực, từng manh mối lúc ẩn lúc hiện. Mà khi Lý Trường Thọ rời đi Thái Thanh Quang, còn chưa có đứng vững, Kim Bằng vội vàng đi tới từ trong góc, thấp giọng nói. Lão sư, đệ tử đã đợi ngài hơn 10 ngày. Lý Trường Thọ giữ chặt cánh tay Kim Bằng, thấp giọng nói. Như thế nào? Kim Bằng nhanh chóng bẩm báo. Đệ tử đi trễ một bước, người nhà vị thường Nga kia bị giết, nhưng đệ tử cứu được hồn phách hơn phân nửa người, cũng bắt lại mấy vị thiên tiên động thủ sát hại người nhà vị thường Nga kia, theo lão sư ngài căn dặn, đệ tử không dám dùng ngọc phù truyền tin bẩm báo, tự làm chủ tiến hành truy tra một chút, bọn hắn là tán tu buôn bán linh thạch. Sau lưng công công quấn quấn, bảy lần quạt tám lần rẻ, đệ tử vô năng, manh mối vẫn là bị chặt đứt. Trong mắt Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần suy tư, lập tức nói. Ngươi trở về, lại bay một chuyến, từ điểm khởi nguồn, dùng tốc độ cực nhanh của ngươi gấp gáp trở về, càng rêu rao càng tốt, thả tin tức ra, liền nói, người cứu hồn phách người một nhà vị thường Nga kia, bắt giữ người hành hung lúc ấy, cũng âm thầm bí mật điều tra, ở dưới sự chỉ dẫn của thiên đạo, tìm được manh mối người tính kế sau lưng. Nhớ kỹ nhấn mạnh sự chỉ dẫn của thiên đạo. Kim bằng hai mắt tỏa sáng. Lão sư ngài là muốn cố ý đánh cỏ động rắn, xem manh mối có thể tiếp tục hay không. Không, ta đã có đáp án. Lý Trường Thọ công khóe miệng lên, lạnh nhạt nói. Ta chỉ là muốn để cho người tính kế kia bị dày vò, cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Tích. Một miếng thịt linh thú đầy đặn, bên ngoài cháy đen, bên trong mềm, độ dày đều nhau, nhỏ mở ở trên vỉ sắt. Một chiếc kẹp làm bằng ngọc bội cực phẩm, thỉnh thoảng lật qua lật lại miếng thịt linh thú này. Nguyên liệu nấu ăn cao cấp, thường thường chỉ cần nướng, luộc đơn giản. Thứ xứng đối với miếng thịt linh thú này, cũng chỉ là một gốc linh căn 10 vạn năm mang theo một chút công hiệu làm nguyên thần buông lỏng, tinh thần thăng hoa. Ngửi ngửi, Bạch Trạch nhúng nhúng chóp mũi, vuốt chòm râu dê, nở nụ cười nhàn nhạt. Lâm Thiên Điện đã là đi vào quỹ đạo, từ điện chủ đến mưu sĩ, người tham dự chế định các quyết định thông thường đã là cao tới mấy chục người. Mà biết được lai lịch chân chính của Lâm Thiên Điện, vẫn là đoàn tiểu cao thủ độ tiên môn ban đầu. Những ngày đi câu trở nên thật thoải mái, ấm cúng và đầy nghi thức. Bạch Tiên Sinh, món này của ngươi không tệ. Ống Tay Áo đột nhiên truyền đến một tiếng la lên, Bạch Trạch trung lên, chiếc kẹp suýt chút nữa rơi khỏi tay. Chỉ thấy Lưu Quang lấp lóe, một đạo thân ảnh quen thuộc bay ra từ trong Tay Áo, rơi vào trước mặt Y Thủy Thần Đại Nhân. Bạch Trạch vội nói, gần đây Lâm Thiên Điện vô sự, Bần đạo đang mài dũ kỹ năng nấu nướng của mình, sau đó có cơ hội sẽ bộc lộ tài năng ở trước mặt ngài cùng với hai vị Tiên Tử Vân Tiêu, Linh Nga lý trường thọ được thôi tùy cơ ứng biến biết nói chuyện cũng miễn cưỡng xem như kỹ năng truyền thống lý trường thọ hỏi bạch tiên sinh gần đây có chú ý sự tình thiên đình không tất nhiên là biết được bạch trạch cười nói cũng là bởi vì nghe nói thủy thần đi thái thanh quan cho nên ta cảm thấy chuyện đã rõ ràng tạm thời nghỉ ngơi một chút suy nghĩ một chút trù nghệ sao thế sự tình còn có biến hóa ngay cả thái thanh thánh nhân cũng không biết là ai đang tính kế lý trường thọ cười không nói sau đó khẽ thở dài phối hợp ngồi ở một bên ra hiệu cho bạch trạch tiếp tục nướng nói lão sư là chỗ dựa cùng với ác chủ bài lớn nhất sở dĩ mời lão sư ra tay là bởi vì manh mối địch thủ lưu lại lần này thật sự quá ít hơn nữa hết sức cẩn thận bức hiếp vị thường nga kia là một nhóm tán tu ở sau lưng nhóm tán tu này giao cho bọn hắn nhiệm vụ vẫn là mấy vị tán tu mà sau khi truy ra mấy vị tán tu này, có một người mà bọn hắn quen biết có bối cảnh tiệt giáo, nhưng cũng chỉ là luyện khí sĩ không có danh tiếng gì ở bên trên cửu long đảo, manh mối đến nơi đây liền hoàn toàn chặt đứt, bởi vì mấy vị tán tu kia đã bị người âm thầm giết. Đối phương có thủ pháp cao minh như thế, làm việc không có chút chỗ sơ suất nào, lại có thể bố cục trước, mưu đồ cẩn thận, vào trước khi ta truy ra liền cắt đứt toàn bộ manh mối, thật sự có chút lợi hại. Bạch Trạch cẩn thận suy tư, hỏi lần này hẳn không phải là Tây Phương Giáo làm ra. Ta ngược lại còn nghĩ, như thế sự tình liền sẽ đơn giản hơn nhiều. Lý Trường Thọ lắc đầu, cười khổ nói. Thế lực ám bộ Tây Phương Giáo đã bị ta triệt hạ phân nửa, cho dù có hai vị thánh nhân chống đỡ, bây giờ ở bên trong thế lực tam giáo ứng kiếp, thực lực cũng hoàn toàn là hạng chót. Bạch Trạch Kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là tiệt giáo lâm thời hồ đồ, tự mình tính kế? tiệt giáo có thể làm được bố cục mưu đồ tỉ mỉ như vậy, hiểu được như thế nào tứ lạng bạc thiên cân, tất nhiên chỉ có một số rất ít người. Lý Trường Thọ lắc đầu, giải thích nói. Một bộ phận đệ tử tiệt giáo này, làm sao không rõ ràng, làm như vậy sẽ chỉ chọc giận ta. Chuyện này. Bạch Trạch trầm ngâm vài tiếng, trong miệng đề ra một số kẻ khả nghi, yêu tộc, vu tộc, thậm chí đại năng viễn cổ, vực ngoại thiên ma. Hết thảy đều bị Lý Trường Thọ phủ định. Bạch Trạch lập tức trầm mặt. Lý Trường Thọ có chút hăng hái hỏi ngược một câu. Bạch Tiên Sinh tự hồ tận lực lách qua xiển giáo. Bạch Trạch lúc này cũng cười khổ nói: Nếu đúng là xiển giáo không nhịn được ra tay, muốn phân hóa thủy thần cùng với tiệp giáo, thậm chí là vì để cho thủy thần cùng với vân tiêu tiên tử sinh ra khoảng cách, bằng vào thủy thần vận dụng thế lực, điều động tài nguyên, dẫn dắt tiết tấu lần này. Nếu việc nhỏ này có thể trở thành kiếp nổ của phong thần sát kiếp bần đạo là thật sự không có nửa điểm kinh ngạc, việc này, lớn rồi. Lý Trường Thọ mỉm cười không nói, nhìn miếng thịt nướng trên vĩ sắc, tán thán nói. Vĩ sắc bình thường, than lửa bình thường, thịt linh thú cực phẩm, nguyên liệu trân quý, món ăn này có chút ý tứ. Bạch Trạch cũng cười cười, nói. Tính kế đơn giản, hậu quả nghiêm trọng, chuyện này mới có ý tứ. Thủy thần, ngươi định làm như thế nào? Nên điều tra thêm, nên giết thêm. Lý Trường Thọ nói. Việc này là ai làm, chính là người đó làm, hai giáo nếu nổi lên tranh chấp, liền để cho bọn họ nổi tranh chấp, người tính kế sau lưng có lẽ sẽ được như ý, nhưng đại giới lại không nằm trong sự khống chế của đối phương, cũng coi như là lời cảnh báo cho những ai sắp ra tay. Bạch tiên sinh, trở về thiên đình một chuyến, đợi ngươi đến thiên đình, chính là ta thời điểm ra tay, thịt sắp khét rồi. Ây da! Bạch trạch liền vội vàng kẹp thịt linh thú sang một bên ngài không nếm thử. Thân ảnh Lý Trường Thọ đã hóa thành một tia lưu quang trốn vào bên trong tay áo bạch trạch, chỉ để lại một câu. Đạo nhân giấy có thể nếm ra cái gì? Sau khi chuyện này kết thúc, bạch tiên sinh làm một bữa là được. Không cần trở về quá nhanh, ta muốn giày vào người kia thêm mấy ngày. Đã rõ. Bạch trạch lại cười nói một câu, cảm nhận được thần niệm của Lý Trường Thọ tiêu tán, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xỉn giáo. Biểu tình của Bạch Trạch Thoáng có chút khó hiểu. Những tên gia hỏa đó đến cùng gấp gáp cái gì? Cùng thời khắc đó, tại Côn Luân Sơn, bên trong Ngọc Hư Cung. Ở một tòa tiên các bên cạnh thác nước trong núi, một chút tiếng dương cầm phiêu đãng trong gió, mang theo ý cảnh nghệ thuật tĩnh lặng mà sâu xa. Công. Tiếng đàn đột nhiên ngừng, tiên đàn vốn là tiên bảo, một sợi dây đàn trên đó lại đột nhiên căng đứt. Quản Thành tử lẳng lặng ngồi ở đó, bên trên khuôn mặt đoan chính toát ra mấy phần suy tư, bốc dây đàn lên, đầu ngón tay điểm ra một chút sáng ngời, chậm rãi nối lại dây đàn. Một tia lưu quang bay tới từ thiên ngoại, hóa thành bộ dáng xích tinh tử, bước chân có chút vội vàng, sau khi đến trước mặt quản thành tử, hoàng bội bên hông còn đang nhẹ nhàng lắc lư. Xích tinh tử nói, Sư huynh, kim bằng điểu kia dường như đã tra ra thứ gì đó, đang trở về từ hướng ba ngàn thế giới. quản thành tử bình tĩnh gật đầu, bung ngón tay ra dây đàn trên tiên đàn đã được nối liền y hỏi kế tiếp xử trí như thế nào Ai? xích tinh tự nói nên hủy đều đã hủy ấn theo lý thuyết không nên có đầu mối gì lưu lại chỉ chẳng qua theo bần đạo phỏng đoán kim bằng xâm nhập ba ngàn thế giới trước sau đó mới là hóa thân trường canh sư để dẫn người chạy tới một sáng một tối buông lỏng siết chặt dùng chuyện này tạo thành nghe nhìn lẫn lộn nói không chừng sẽ thật sự ra được một chút gì đó. Trường canh sư đệ đã từng tới Thái Thanh Quang, chậm trễ 18-19 ngày. Quản thành tử lộ ra nụ cười ôn hòa, chậm rãi nói. Chuyện gì có thể giấu giếm được sư bá? Trường canh e là đã biết đáp án, kế tiếp liền xem hắn chọn như thế nào. Vậy tại sao sư huynh còn nhàn nhã như vậy? Trường canh sư đệ tính tình thận trọng, việc gì cũng sẽ cân nhắc trên đại cục. Quản thành tử nói hắn dốc hết sức thúc đẩy tam giáo ước hẹn không chiến, chính là để đạo môn bảo tồn một chút nguyên khí ở bên trong đại kiếp, điểm ấy, ta và ngươi không bằng, ta và ngươi thấy chẳng qua là lợi ích của xiển giáo, hơn nữa, nguyên nhân chính là chúng ta hủy tất cả manh mối, mới bước trường canh sư đệ đi thái thanh quan, một ly một hớp, đều có định số. Nhưng chuyện này, xích tinh tử vỗ vỗ mu bàn tay, hiện tại trên dưới tiệc giáo lòng đầy căm phẫn, trên dưới thiên đình tràn ngập lửa giận, bọn họ nếu trực tiếp đánh tới Ngọc Hư Cung chúng ta, sự tình tất nhiên sẽ không có cách nào kết thúc. Mặt mũi của lão sư chúng ta, vạn lần không thể ném đi. Vậy liền giao kẻ cầm đầu ra. Quảng thành tử vất tay áo một cái, vương người đứng dậy, khuôn mặt không giận mà uy, định tiếng nói. Việc này ta và ngươi ban đầu đã phát giác, không thể kịp thời ngăn cản, đã là có sai lầm, bần đạo trước đây nói như thế nào. Nếu lại ra tay che lấp, cho dù là làm không chê vào đâu được ánh mắt hoài nghi của trường canh sư đệ cũng sẽ rơi vào trên người chúng ta lão sư chúng ta có bàn cổ phiên chặt đức thiên cơ bàn cổ phiên cùng với thái cực đồ đồng nguyên sư bá có lẽ có thể suy tính đến trên người chúng ta chỉ là không tính được cụ thể là người nào làm ra nhưng trường canh sư đệ đi ra từ thái thanh quan hắn nói là ai tính kế chính là người đó tính kế hắn nói ai là chủ mưu người đó là chủ mưu hắn vì sao không trực tiếp nói với bên ngoài là người bên trong xiển giáo chúng ta làm ra. Đây chính là thủ đoạn của trường canh sư đệ. Đây chính là địa phương cao minh nhất của hắn. Người ta là đang cho chúng ta cơ hội, chờ chúng ta đứng ra nhận lỗi lầm. Sư đệ, đừng có lại tiếp tục vì cái gọi là thanh danh xiển giáo, đi che chở những người có dị tâm đó, chúng ta nên cho trường canh một cái công đạo. Trường canh sư đệ cũng sẽ không nhằm vào toàn bộ xiển giáo, hắn làm việc, tự nhiên có phân tắc. Xích tinh tử lão đạo cho mày, đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của quản thành tử, trong mắt toát ra mấy phần suy tư, cuối cùng thở dài. Sư huynh, chúng ta thực sự muốn bỏ mặt không quan tâm. Sư đệ, đừng có bởi vì một, hai người, liền kéo xiển giáo chúng ta vào trong vũng bùn. Quản thành tử khẽ thở dài, nói. Đừng có lại tiếp tục nhúng tay, sự tình giết mấy gã tán tu hung ác kia, coi như chưa hề phát sinh qua. Ai, chỉ có thể như thế lúc trước liền không nên nhúng tay vào việc này. Quản thành tự lắc đầu, trong mắt mang theo vài phần buồn bã. Xích tinh tử thở dài. Nhưng nếu chúng ta không làm gì cả, để cho mấy kẻ lòng dạ khó lường kia nhất lên tam giáo đại chiến, sự tình chẳng phải là khó có thể thu thập. Đại kiếp đã ở ngay trên đỉnh đầu. Quản thành tự chấp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú vào thác nước ngoài cửa sổ, nhìn cầu vồng bên ngoài, trầm giọng nói. Trước khi làm bất cứ việc gì, Hãy nghĩ xem việc mình làm là điều mình muốn làm hay là do thiên đạo muốn mình làm. Kỳ hạn mà trường canh sư đệ cho chúng ta, hẳn là sẽ không quá dài, gọi tất cả sư đệ sư muội ở bên trong động phủ các nơi tới, tập hợp ở bên trong ngọc hư cung, chờ trường canh đến đây, còn có. Trong chừng nhiên đang cùng với cụ Lưu Tôn, đừng có để cho bọn hắn lại làm tiểu động tác gì. Ai? Xích tinh tử buông tiếng thở dài, quay người bước nhanh rời đi từ bên trong lầu cát hai mắt quản thành tử có chút nheo lại bên trên khuôn mặt trung niên bảo trì trạng thái đoan chính xẹt qua mấy phần vẽ do dự nhưng rất nhanh liền hạ quyết tâm chậm rãi nắm quyền trái vì vậy ba ngày sau một tiếng gáy cao của kim bằng điểu vang vọng hồng hoang thiên địa những tin đồn vốn đã bùng cháy như lò luyện đan lại nổi sóng một lần nữa sự tình thường nga thiên đình vu hãm thiên tướng đã có manh mối toàn bộ thiên đình từ thiên binh cho đến tiên thần lăng tiêu bảo điện từ giao trì đến nguyệt cung, cổ hỏa khí đè ép kia, rốt cuộc cũng tìm được phương hướng. Kim bằng chân trước mới vừa đến Thái Bạch Cung, liền có một đám nam tiên nữ tiên vọt tới phụ cận Thái Bạch Cung. Thường Nga Nguyệt Cung hận vị Thường Nga phạm tội làm hỏng thanh danh Nguyệt Cung, càng hận ác nhân sử dụng thủ đoạn thấp kém dùng tính mạng người thân, uy hiếp tỉ muội của chính mình phạm vào sai lầm. Chỉ tiếc là, Kim Bằng sau khi tiến vào Thái Bạch Cung, một ngày một đêm mới đi ra từ trong cung, sau đó vội vàng chạy tới thông minh điện. Sau đó, Thái Bạch Kim Tinh hiện thân, cưỡi mây tiến đến lăng tiêu bảo điện. Vó vẻ như mọi thứ đã lộ ra ánh sáng. Mà vào lúc chúng tiên trong lòng sụp sôi, lại đột nhiên nghĩ đến, Thái Bạch Tinh Quân đã sớm ở Thái Thanh Quan Cầu được Thánh Nhân chỉ điểm, trong đáy lòng cũng đã có đáp án xác thực. Lập tức, chúng thiên tướng đi theo, chúng tiên tử cũng theo vào. Hai ngày sau, Thiên Đình đột nhiên phái ra một số lớn thiên binh, ngũ bộ châu hồng hoang một lần nữa bị thiên binh dẫn động lực lượng thiên đạo phong tỏa, bốn phía chân trời góc biển, đường nhỏ u minh giới cũng đều bị thiên đình phong tỏa. Lần trước như vậy, yêu tộc thất bại, Tây Phương giáo bị xé rớt một cái cánh. Lần này lại là động tĩnh như thế, thế lực các nơi hồng hoang, các vị luyện khí sĩ lập tức biết lại có đại sự sắp phát sinh. Người tính kế sau lưng đến cùng là ai? Ở bên trong thiên địa bầu không khí dần dần trở nên ngưng trọng. Thời gian qua đi trăm năm, quyền uy thiên đình càng ngày càng vượng. Trong một trăm năm qua, bởi vì xu thế thiên đình cuộc khởi đã được chứng thực không có cách nào ngăn cản, tất sẽ thành trung tâm quyền lực hồng hoang sau này, lại có không ít luyện khí sĩ tiến đến cậy nhờ. Lần này phong tỏa ngũ bộ châu, thiên đình đã không cần long cung phối hợp. Thậm chí, so với lần phong tỏa trước còn muốn nghiêm mật hơn một ít. Lại sau 10 ngày, một đầu thủy thú toàn thân mang theo quang mang màu xanh, từ chân trời góc biển Tây Hải hiện thân. Các vị thiên binh thiên tướng không dám ngăn trở, đưa mắt nhìn vị đại lão này trở về hồng hoang ngũ bộ châu. Thủy thú, Bạch Trạch, vị tọa kỵ thứ hai của nhân giáo, mưu thần của Thái Bạch Tinh Quân, những năm này trốn ở bên trong ba ngàn thế giới tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn chất lượng tốt, có danh xưng đệ nhất Mỹ thực đại năng hồng hoang. Bạch Trạch trở về, không thể nghi ngờ đã trở thành tín hiệu Thái Bạch tinh quân muốn động thủ. Quả nhiên, Bạch Trạch vừa mới bay đến Trung Thiên Môn, Lý Trường Thọ đã hiện thân, rơi vào bên trên lưng Bạch Trạch. Bạch Trạch quay đầu bay thẳng đến phía Nam Đông Hải, khuôn mặt Lý Trường Thọ vô cùng âm trầm, quanh người nổi lơ lửng mấy tấm gương đồng, đi về hướng Kim Ngao Đảo. Ở các nơi thiên đình, các đại phường trấn Trung Thần Châu, Phàm là mặt kính tương liên cùng với 360 tấm đại gương đồng tiếp sóng bên trong phủ thủy thần kia, Đều thể hiện cùng một hình ảnh Thái bạch kim tinh râu tóc vất với Khuôn mặt âm trầm Trong mắt mang theo mệt mỏi nồng đậm Tự hồ thừa nhận áp lực rất lớn trong khoảng thời gian này Mà bạch trạch thì hăng hái Vênh vang đắc ý Bước bộ pháp ưu nhã Dưới chân nở rộ gần sóng Cho thấy như thế nào là thủy thú thượng lưu Kim ngao đảo Không bao lâu liền đã ở ngay trước mắt Thoạt nhìn Sau lưng lý trường thọ như là có một ngọn núi lửa trong núi lửa gánh chịu lửa giận từ trên xuống dưới thiên đình, phần cảm xúc này tựa hồ nghiêng về hòn đảo nhỏ này. Tiên tiệt giáo lập tức trở nên khẩn trương, mấy trăm đạo lưu quan bay ra kim ngao đảo, sớm chờ ở không trung, từng người một nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời cũng xuất hiện một đóa tường vân, trên đó hiển lộ ra cửa cung bích du cung, mấy đạo thân ảnh bay ra từ bên trong, tất nhiên là đa bảo đạo nhân, triệu công minh, kim linh thánh mẫu, quy linh thánh mẫu. Đa bảo thầm nói, thật sự là tên khốn nào đó tự tiện làm chủ, gây ra phiền phức lớn như vậy. Triệu công minh vuốt râu lắc đầu, truyền âm nói. Không có khả năng, nếu là như vậy, trường canh lão đệ tất nhiên đã sớm truyền tin tức cho chúng ta. Ba vị đại đệ tử còn lại từng người gật đầu, lẳng lặng chờ đợi. Bên trong ngọc hư cung, hơn 100 đạo thân ảnh hoặc đứng hoặc ngồi, thập nhị kim tiên xiển giáo đều đến đông đủ, mấy vị phúc đức kim tiên cũng đã xuất quan, chúng đệ tử ký danh đời hai, môn nhân xiển giáo đều tụ tập ở đây nếu phúc duyên của bọn hắn có thể hiện liền có thể thấy nơi đây tường quan trận trận đều là người lai lịch thanh chính phúc duyên thâm hậu ở chính giữa đại điện mấy vị cao thủ làm một tấm vân kính hiện ra tình hình trên không kim ngao đảo hoàng long chân nhân thở dài không nghĩ tới đại sự kinh động đến toàn bộ tam giới này chỉ là một trận nháo kịch xem bộ dáng là người tiệt giáo lo lắng trường canh sư đệ cùng với hằng nga tiên tử đi lại quá mức mật thiết dùng tính kế sức sẹo như vậy xích tinh tử ngồi trên hoàng long chân nhân thì là cười khổ cúi đầu không nói ở một bên khác hoàng long chân nhân thái ức chân nhân nhập môn hơi sớm đảo ánh mắt qua các nơi khoanh tay thầm nói làm sao bần đạo có cảm giác đây không giống như là đi hưng sư vấn tội ngược lại như là đi tìm giúp đỡ việc này Thật sự không có quan hệ gì với chúng ta. Quảng thành tử nói. Sư đệ đừng có suy nghĩ nhiều. Chuyện này có liên can gì với xiển giáo chúng ta. Chúng tiên trong điện từng người gật đầu. Quảng thành tử đưa mắt nhìn lão đạo sĩ thấp bé đang ngồi trong góc. Nhưng cũng không nói cái gì. Ồ. Bạch trạch đây là đang làm cái gì? Từ hàng đạo nhân thấp giọng hỏi một câu. Đạo đạo ánh mắt lập tức nhìn chầm chầm hình ảnh bên trong vân kính. Chỉ thấy. Bạch Trạch chở Lý Trường Thọ trôi nổi ở trên kim ngao đảo, Lý Trường Thọ nhắm mắt không nói, bay sợi lông vũ trên trán Bạch Trạch nhô ra phía trước, tựa như đang cảm giác cái gì. Chúng tiên xiển giáo mặt lộ vẻ không hiểu, Ngọc Đỉnh chân nhân lại cười khổ nói. Trường Canh ổn đến ngày hôm nay là vì chờ Bạch Trạch trở về, đo lường một chút các hung cho giáo vận tam giáo, chỉ cần số phận trên kim ngao đảo không phải đại hung, liền đại biểu sự tình lần này sẽ không dẫn phát sát kiếp cuối cùng, thật có lòng. Xích tinh tử hơi có chút động dung, trầm giọng nói. Ai, trường canh sư đệ thật sự làm khó. Có ý tứ gì? Thái ất chân nhân cao mày nói. Nhị sư huynh, chuyện này chẳng lẽ thật sự có quan hệ với ai sao? Xích tinh tử im lặng, bên trong ngọc hư cung hoàn toàn yên tĩnh, không ít ánh mắt tiên nhân lục soát qua lại, lại không có người hiển lộ nửa chút khác thường. Ở bên trong hình ảnh, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, bạch trạch thu hồi lông vũ, một tiếng, tiểu hung, truyền khắp các nơi. Lý Trường Thọ gật gật đầu, mở miệng nói. Thỉnh cầu mấy vị sư huynh sư tỷ có quyền nói chuyện tiệp giáo tới, đi theo ta về hướng Tây làm chứng, cũng tỏ thái độ thay cho tiệp giáo. Hướng Tây Tiên xiển giáo nhẹ nhàng thở ra, trong mắt quảng thành tử xẹt qua mấy phần nghi hoặc. Nhóm tiên tiệp giáo còn lại là cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, việc này tất nhiên là không liên quan với tiệp giáo rồi, tương phản, tiệp giáo còn trở thành khổ chủ, Lửa giận của bọn họ cũng là muốn trút xuống Giám can đảm tính kế vân tiêu sư thúc tổ Vân tiêu sư thúc tổ nhân duyên không chịu được bị nói xấu Đến cùng là tên khốn nào Trên không kim ngao đảo xuất hiện trận trận tiếng mắng Nhưng đa bảo đạo nhân lại là không có để một lượng lớn môn nhân cùng đi Mà là chọn lựa một nhóm cao thủ Lấy triệu công minh, kim linh thánh mẫu cầm đầu Quy linh thánh mẫu đi cùng, thập thiên quân và hơn 20 vị cao thủ tiệp giáo đồng hành Mặt khác, Tam Tiên Đảo cũng phái Quỳnh Tiêu tới, sau đó liền đuổi theo. Đa bảo đạo nhân không đi, kỳ thật cũng là có chút cao minh, để tiệt giáo có chỗ tiếng và lùi trong chuyện này, vì vậy y sẽ không dễ dàng đào động. Bạch Trạch quay đầu, Lý Trường Thọ ở phía trước dẫn dắt, hơn 20 đạo lưu quan bay thẳng tắp về hướng Tây, xông vào Nam Bộ Nam Thiệm Bộ Châu. Thấy thế, tiếng chuông ở Linh Sơn vang lên in ỏi, Tây Phương Giáo từ trên xuống dưới dở khóc dở cười, đám lão đạo kia khuôn mặt u ám những người chứng kiến cảnh tượng này vào giờ phút này lại có tầm mắt cách cục tương đối cao đều cho rằng lý trường thọ vì cân nhắc đến sự an ổn của đạo môn đem cổ lửa giận này không nói lời gì trút lên phía trên linh sơn lý trường thọ quả thật có thể làm được thậm chí lúc này linh sơn không thể nào giải thích trừ phi thánh nhân hiện thân trực tiếp xé rách da mặt cùng với đạo môn tại xiển giáo ngọc hư cung trên khóe miệng lão đạo thân hình thấp bé kia lộ ra mấy phần ý cười. Khuôn mặt của xích tinh tử lão đạo nhiều hơn mấy phần hổ thẹn, cúi đầu than nhẹ. Nhưng mà, đáng tiếc. Đột nhiên, hơn 20 đạo lưu quan này bay cực nhanh hai canh giờ, lại bỗng nhiên quay đầu tại Nam Châu, bay thẳng tắp về hướng Bắc, bọn họ sở dĩ bay thẳng tắp, chính là vì hướng về Cung Luân Sơn. Mục tiêu là Ngọc Hư Cung. Bên trong Ngọc Hư Cung, quần tiên kinh động, chúng tiên nhân xiển giáo nhao nhau lên tiếng đặt câu hỏi quản thành tử nhắm mắt không nói gì mà lão đạo thấp bé bên trong xó xỉnh kia sắc mặt đột nhiên trở nên có chút tái nhợt chật chật thái ức chân nhân chật chật cười khẽ khuôn mặt anh tuấn chẳng biết lúc nào tiến tới dù bận vẫn ung dung nhìn từ trên xuống dưới sư đệ mặt ngươi làm sao tái nhợt như thế nhiên đăng phó giáo chủ đi đâu việc này sẽ không thật sự là chúng ta tính kế đó chứ Lão đạo kia miễn cưỡng cười một tiếng, thấp giọng nói: Sao lại thế? Chuyện này, chuyện này là sao? Hoàng Long chân nhân nhìn những gì hiện trên vân kính, gấp đến độ đứng dậy. Đây là muốn tới Côn Luân Sơn chúng ta, sẽ không phải là muốn tới Ngọc Hư cung. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi có phải giấu giếm chúng ta cái gì hay không? Quản thành tử im lặng không nói, xích tinh tử lấy tay che mặt. Thái Ức chân nhân cong khóe miệng lên, lạnh nhạt nói nhìn nhà người ta bốc cháy rất vui không ngờ nhìn kỹ lại chính là mái nhà của chúng ta bốc cháy thú vị thực sự thú vị được rồi quản thành tử thở dài mọi thứ đợi trường canh đến rồi lại nói chúng tiên xiển giáo từng người nhíu mày không ít chúng lão linh sơn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng có một loại cảm giác thoát khỏi miệng hổ lại một canh giờ sau bên ngoài ngọc hư cung tiếng quát mắng của kim linh thánh mẫu vang vọng trong không trung cụ lưu tôn ngươi cút ra đây cho ta kim linh thánh mẫu mắng to một tiếng chúng tiên bên trong ngọc hư cung cùng nhau thay đổi sắc mặt đạo đạo ánh mắt rơi vào trên người cụ lưu tôn vị lão đạo có chút mập lùng này đứng dậy cau mày nói việc này làm sao lại có quan hệ với bần đạo bần đạo sao có thể làm như vậy được rồi tiếng nói của quản thành tử vang lên cắt ngang lời nói của cụ lưu tôn Cụ Lưu Tôn quay người nhìn về phía Quảng Thành Tử, tiến lên hai bước, rồi đột nhiên dừng lại, không biết đặt tay ở chỗ nào. Ánh mắt xung quanh hơi có chút chướng mắt. Hoàng Long chân nhân là trong lòng căm phẫn nhất, vào giờ phút này đứng dậy, thấp giọng quát mắng. Cụ Lưu Tôn sư đệ, việc này quả thực là ngươi tính kế. Ngọc Đỉnh chân nhân cau mày nói. Lại vì sao muốn tính kế dơ bẩn như vậy? Từ hàng đạo nhân thở dài. Cụ Lưu Tôn sư huynh, Việc này phải chăng có ẩn tình gì? Ngươi làm sao lại? Vân Trung Tử đỡ râu nhíu mày, hỏi: Xiển giáo chúng ta lấy thanh chính lập giáo, có thể trở thành đệ tử của lão sư, đều là lai lịch, phúc duyên, đức hạnh thiếu một thứ cũng không được, việc này không phải là có hiểu lầm gì đó, hay là bị kẻ gian hãm hại?" Cụ Lưu Tôn nhanh chóng nói tiếp: "Bần đạo tự nhiên không có khả năng làm ra chuyện như thế." Khục. Khụ khụ. Thái ớt chân nhân đang nghe chuyện trên TV audio CV ở bên cạnh ho khang vài tiếng, bình tĩnh giảng giải. Việc này nếu thật sự là cụ lưu tôn sư để ngươi làm, không bằng thoải mái nhận đi, ngươi tốt xấu cũng đứng hàng ngọc hư thập nhị kim tiên, là thân truyền của lão sư chúng ta, nếu là tạm thời bị kiếp vận mê đảo tâm hồn, làm chuyện sai lầm, như vậy cũng không phải là không có đường sống. Nhưng ngươi nếu tiếp tục chối, sau đó bị trường canh, bị thái bạch tinh quân ấn chết, mất mặt không chỉ là ngươi, mà còn có xiển giáo, người còn có thể bảo vệ ngươi, chỉ còn lại có phó giáo chủ mà vẫn luôn không chịu lộ diện. Cụ Lưu Tôn trao mày, quan mang trong mắt lấp lóe không yên, nhưng cơ hồ chỉ là đảo mắt một cái, lão đã là nhíu mày, định thần, sầu mi khổ kiểm hỏi lại thái ức. Sư huynh, bần đạo làm sao có khả năng tính kế việc này? Tính kế việc này, đối với bần đạo lại có chỗ tốt gì? Chuyện này ai biết được? Thái ất chân nhân nhếch miệng, cũng giống như quản thành tử, bắt đầu nhắm mắt không nói. Đúng lúc này, bên ngoài ngọc hư cung đột có kiếm quan lấp lóe lại là kim linh thánh mẫu lần đầu tiên kêu gọi không được đáp lại, không ngờ là chém ra một kiếm. Kiếm quan bén nhọn, tựa như có thể chặt đứt ngọc hư phong. Cao thủ xiển giáo tự không thể ngồi yên không lý đến, vô số đạo lưu quan ở bên trong điện lóe ra, lại là vân trung tử, ngọc đỉnh chân nhân, hoàng long chân nhân, xích tinh tử, bốn vị cao thủ xiển giáo đồng thời ra tay. Vân Trung tử chiếm đóng vị trí trung tâm, tay áo phất với đánh ra một chưởng. Đại đạo bên trong thiên địa rung rung, cung luân sơn linh khí cuồn cuộn. Vân Trung tử đánh ra chưởng ảnh hóa thành bàn tay lớn mây mù, nhẹ nhõm nắm đạo kiếm quan kia, trực tiếp bóp nát, bắn ra từng mảnh linh quan khắp trời. Sau đó, Vân Trung tử tay cầm lãng hoa, bên trong lãng hoa ẩn rất nhiều linh quan, nhíu mày nhìn về kim linh thánh mẫu phía trước mọi người đều biết, Vân Trung Tử còn được xưng là tiểu đa bảo. Lúc này y đột nhiên bày ra thực lực bản thân, đạo cảnh tự thân lại không thua kém một vị diễn giáo thập nhị kim tiên nào. Vân Trung Tử vuốt râu thở dài. Kim Linh đạo hữu vì sao không nói nguyên do, không phân tốt xấu, liền đập ngọc hư điện diễn giáo chúng ta. Nơi đây là đạo trường của Ngọc Thanh Thánh Nhân, còn thỉnh đạo hữu chớ nên sai lầm. Đôi mắt đẹp của Kim Linh Thánh Mẫu mang theo lửa giận lập tức liền muốn hiện ra pháp thân tiến về phía trước đại chiến. Mặc kệ mọi việc, đánh trước lại nói, tránh cho đợi tới đợi lui, cuối cùng lại không đánh được, chỉ là cãi cọ một hồi, thật sự rất khó chịu. Cũng may triệu công minh bên cạnh tay mắt lanh lẹ, vội vàng ấn xuống đầu vai Kim Linh, thấp giọng nói ba lần đại cuộc làm trọng. Triệu công minh tiến về phía trước vái chào, viết nhìn Lý Trường Thọ đang lẳng lặng ngồi ở trên lưng bạch trạch, nghĩ đến những lời được căng dặn trên đường, lập tức cất cao giọng nói, thỉnh các vị đạo huynh xiển giáo. Kim Linh tính tình vội vàng sao động, chúng ta không có ý bất kính với nhị sư bá. Ngày hôm nay hơn 20 tiên tiệp giáo chúng ta, chẳng qua là tới nơi đây làm chứng, để xem ai là kẻ chủ mưu vụ náo động gần đây, nhị muội của ta cũng đều bị cuốn vào trong đó, thiên đình thiên tướng bị vu hãm. Đi thẳng vào vấn đề, cũng nghe răng hung dữ. Ở trong ngoài đại điện Ngọc Hư Cung, đạo đạo lưu quang bay lên, quảng thành tử, xích tinh tử mang theo chúng tiên xiển giáo cùng nhau ra ngoài, đứng ở trên mây trong ngoài ba tầng, một nửa mang theo lửa giận nhìn về phía kim linh thánh mẫu, một nửa lộ ra sắc mặt phức tạp nhìn về phía lý trường thọ. Lại nhìn một phương tiệp giáo, mặc dù lúc này đứng ở trên mây không đủ 30 người, nhưng một đám lộ ra sắc mặt giận dữ, khí thế tổng thể không hề yếu. Đã đến lúc nhân vật chính của ngày hôm nay xuất hiện. Lý trường thọ khẽ than thở một tiếng, cử bạch trạch chậm rãi tiến về phía trước, đến chính giữa tiên tiệp giáo cùng với tiên xiển giáo, bay xuống từ trên lưng bạch trạch. Quảng thành tử vừa định bước về phía trước nghênh đón, tiên quan quanh người lý trường thọ lưu chuyển, một đạo lưu quan trực tiếp bay ra từ trong tay áo, hóa thành một vị thanh niên đạo sĩ. Triệu công minh, thái ức chân nhân, ngọc đỉnh chân nhân, các cao thủ quen biết lý trường thọ liếc mắt liền nhận ra, đây là hình dáng tướng mạo ban đầu của lý trường thọ, cũng là bản thể của lý trường thọ. Mà lúc này, Vô số luyện khí sĩ thấy cảnh này, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kinh ngạc. Bọn họ từ đầu đến cuối không có phát hiện ra, lão đạo trên lưng thần thú bạch trạch, lại chỉ là đạo nhân giấy nổi tiếng bên ngoài của Lý Trường Thọ. Dĩ giả loạn chân, khó phân thật giả. Lại nói Lý Trường Thọ hiện ra bản thể, trực tiếp quỳ xuống đối với phương hướng tam hữu tiểu viện, không nói một lời dập đầu ba lượt, cuối người tại đám mây. Một màn này, bị gương đồng trôi nổi quanh người hắn, truyền đi thiên đình, các nơi trung thần châu. Không chỉ là thiên binh thiên tướng luyện khí sĩ canh giữ ở trước cương đồng to to nhỏ nhỏ, coi như là môn nhân đệ tử xiển tiệp nhị giáo có mặt ở hiện trường, một đám cũng là có chút phát mộng. Vân Trung Tử có một chút giao tình với Lý Trường Thọ hỏi. Trường canh sư đệ đây là có ý gì? Lý Trường Thọ đứng dậy ấy nấy cười một tiếng đối với Vân Trung Tử, cũng không trả lời cái gì, lại cấp tốc thu liễm ý cười, một lần nữa quỳ sát xuống dưới, cao giọng la lên đối với phương vị tam thanh tiểu viện. Đệ tử Lý Trường Canh, khởi bẩm nhị sư thúc. Trường Canh, từ khi phụng mệnh lão sư vào thiên đình phụ tá ngọc đế cho đến nay, cẩn trọng, như dẫm trên băng mỏng, mấy trăm năm không dám có chút lười biến, giúp đỡ thiên đình, lập nên thiên uy. Bây giờ Trường Canh sắp về hưu, chỉ đợi sát kiếp cuối cùng giáng lâm, chư thần quy vị, liền có thể lui khỏi vị trí phía sau màn phụng dưỡng bên người lão sư, lắng nghe lão sư dạy bảo. Nhưng gần đây, xiển giáo có môn nhân đệ tử, vì lợi ích của bản thân, muốn dùng tam giáo vào bất nghĩa, thi hành kế ly gián, dẫn động đại kiếp trước thời hạn. Đệ tử sau khi từ Thái Thanh Quan trở về nơi ở Thiên Đình, cảm thấy bất an sâu sắc vì điều này, suy đi nghĩ lại, lo nghĩ thận trọng, không biết bọn họ vì sao hành sự như vậy, bây giờ Thiên Đình các nơi quần tình xúc động, việc này đã không phải một lời hai ngữ của đệ tử có thể hóa giải, ngày hôm nay đặc biệt bẩm báo việc này đối với nhị sư thúc. Sau đó, đệ tử sẽ ra tay tại Ngọc Hư cung, sẽ máu tươi ba thước ở phía trước Ngọc Hư cung, chỉ vì giữ gìn thiên uy, nếu làm ra sự tình có hại uy danh xiển giáo, có hại mặt mũi của nhị sư thúc, đệ tử sau đó cam nguyện lãnh phạt, nhưng ngày hôm nay, đệ tử nhất định phải cho tiên thần Thiên Đình một cái công đạo. Đệ tử nhất định phải chứng minh cho bọn họ xem, lời hứa hẹn của Ngọc Đế bệ hạ cũng không phải là lời nói suông, bản thiết kế do đệ tử vẽ ra cũng không phải là bánh vẽ đệ tử tuyệt đối không có nửa phần bất kính với nhị sư thúc ở trong lòng đệ tử hai vị sư thúc đều đáng kính trọng ngang nhau nói xong lý trường thọ quỳ ở nơi đó không nhúc nhích toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh yên tĩnh như chết chúng tiên xiển giáo vào giờ phút này biểu tình vô cùng phức tạp cùng nhau nhìn thân ảnh lý trường thọ cụ lưu tôn người vốn muốn chối đến cùng vào giờ phút này có chút kinh ngạc có chút không hiểu Lão vốn muốn dựa vào lý do xiển giáo chi uy, lấy mặt mũi thánh nhân không thể kinh nhục, đổi lấy chính mình ngày hôm nay bình an vô sự. Nhưng giờ phút này, Lý Trường Thọ trực tiếp bẩm báo việc này đối với thánh nhân xiển giáo bọn họ, nói rõ ràng ngày hôm nay muốn trực tiếp động thủ, thậm chí không tiếc máu tươi ba thước. Trong đáy lòng cụ Lưu Tôn lập tức không còn lực lượng. Mà phía sau núi Ngọc Hư cung yên tĩnh, xem ra là thánh nhân trầm mặc. Đối với đệ tử thánh nhân mà nói, thánh nhân không có ngăn cản, chính là ngầm đồng ý. Cụ Lưu Tôn Sư Huynh Một tiếng la lên truyền đến từ phía trước. Cụ Lưu Tôn đứng ở trong chúng tiên nhân giật mình, cảm thấy bóng người xung quanh đều tiêu tán, bên trong thiên địa phản phất chỉ còn lại có hai thân ảnh cụ Lưu Tôn Lão, cùng với Lý Trường Thọ đang chậm rãi đứng dậy từ tư thế ngồi quỳ chân. Lý Trường Thọ lúc này che giấu lửa giận của mình một chút nào. Chuyện hôm nay, cùng với cổn hoặc là phiêu không có quan hệ cũng chỉ là phương thức hành sự của hắn, 98% là điều hắn kiên định theo đuổi, có quan hệ với tính cách, nhưng không có quan hệ với thái độ, lập trường của chính mình. Ổn lúc chưa thành tiên, là tại cẩu thả ở trên tiểu Quỳnh Phong. Ổn sau khi thành tiên, là bôn ba vất vả tính ở bên trong miếu hải thần. Sau này, địa vị càng ngày càng cao, rõ ràng con đường của chính mình, ổn đã khắc sâu ở trong xương, trở thành người chu toàn được mọi người truyền tụng. Cho đến ngày hôm nay, lý trường thọ đột nhiên phát hiện ra chính mình hành sự ổn thỏa chu toàn chu đáo ngược lại là trở thành nhược điểm để người ta mưu hại chính mình và người bên cạnh mình hắn làm việc chu toàn rất có lòng trung thành đối với đạo môn phí hết tâm tư định ra ước hẹn không chiến không muốn thấy đạo môn đánh nhau buồn cười lựa chọn ổn nhất bây giờ chính là mượn đề tài triển lộ ra một bộ phận thực lực của chính mình phơi bày một chút bối cảnh sức ảnh hưởng thực lực của mình một chút để cho bọn họ ước lượng rõ ràng, cái gì có thể chạm vào và cái gì không thể chạm vào. Hồng hoang hung hiểm vô cùng, là bắt nguồn từ quy tắc của hồng hoang, nắm đấm vi tôn. Người thắng lớn nhất thời viễn cổ đạo tổ, người thắng lớn nhất thời thượng cổ lục thánh, người nào không phải dựa vào nắm đấm đánh ra. Lý Trường Thọ vẫn luôn ở dưới sự che chở của thánh nhân. Nhưng khi bối cảnh thánh nhân sau lưng mình, bị bối cảnh thánh nhân của địch thủ triệt tiêu mất, hết thảy vẫn là phải dựa vào bản lãnh của mình nói chuyện. Đương nhiên, phơi bày hết là không thể nào phơi bày hết, vẫn là phải giấu một ít ác chủ bài. Lý Trường Thọ đứng dậy, thu hồi đạo nhân giấy Thái Bạch Kim Tinh, đưa mắt nhìn chầm chầm cụ Lưu Tôn, lại nói. Cụ Lưu Tôn Sư Huynh, có nghe thấy bản thần gọi không? Cụ Lưu Tôn vô thức cúi đầu, đạo tâm lão tu hành từ thượng cổ đến nay, vào giờ phút này lại có chút bối rối, cực lực bảo trì khuôn mặt bình ổn. Bành, Cụ Lưu Tôn đột nhiên cảm giác bả vai bị người đụng vào, một cổ tiên lực vọt tới, cụ Lưu Tôn không tự chủ được phóng ra hai bước về phía trước, hai vị tiên xiển giáo phía trước tránh ra, để cho lão đi đến trước trận. Thái Ức chân nhân ở hậu phương chắp tay sau lưng đi ngang qua, cúi đầu đi về nơi xa, lộ ra biểu tình chính mình chỉ là đi ngang qua. Lý Trường Thọ trực tiếp nói với cụ Lưu Tôn. "Theo ta trở về Thiên Đình xét xử." Xét xử? cụ lưu tôn ngẩng đầu nhìn về phía lý trường thọ ở bên trên khuôn mặt bề ngoài có chút xấu xí kia toát ra mấy phần nghi hoặc bần đạo không biết trường canh sư đệ đang nói cái gì bần đạo những năm gần đây vẫn là tu hành tại phi vân động giáp long sơn đây là đã xảy ra chuyện gì lý trường thọ đột nhiên cắt ngang lời nói của cụ lưu tôn ngươi là đang chất vấn lão sư của ta chuyện chuyện này nói như thế nào cụ lưu tôn cao mày nói bần đạo đối với đại sư bá cũng là vô cùng kính trọng. Lão sư suy tính ra, việc này là do ngươi làm. Cụ lưu tôn trợn tròn hai mắt. Đây không có khả năng, nhất định là có người giả mạo bần đạo, bần đạo cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ta cũng chỉ vừa mới xuất quan. Vừa mới xuất quan. Thanh âm của Lý Trường Thọ đột nhiên có chút băng lãnh, cụ lưu tôn ngước mắt lên nhìn, đã thấy bên trong hai mắt thanh niên đạo sĩ trước mặt, đã bắn ra thần quang màu xanh lam thiên địa bên trong phương viên vạn dặm đột nhiên trở tối trên bầu trời phía đông xuất hiện một ngôi sao sáng thiên uy bên mông phủ xuống ngôi sao lớn kia tỏa ra hai chùm ánh sáng màu tím phân biệt bao phủ lý trường thọ cùng với cụ lưu tôn đạo vận quanh người cụ lưu tôn hiển lộ vì thế đại năng thượng cổ hiển lộ không thể nghi ngờ trong mắt mang theo vài phần tức giận mở miệng nói trước trường canh sư đệ ngươi đừng có khinh người quá đáng bần đạo cũng là đệ tử nghe lão sư giảng đạo cũng là sư huynh của ngươi. Lý Trường Thọ cũng không nói gì, phóng ra một bước về phía trước. Tiên quan trong tay áo cụ Lưu Tôn nở rộ, một sợi tiên thần như linh xà thoát ra, trực tiếp bay về hướng Lý Trường Thọ. Triệu công minh thấy thế, lập tức liền muốn xuất thủ. Ngọc Đỉnh chân nhân thấy thế, lập tức liền muốn lách mình vọt tới trước. Bọn họ mặc dù phân biệt thuộc xiển tiệt nhị giáo, nhưng mục đích vào giờ khắc này là giống nhau, đều là muốn bảo vệ lý trường thọ ở dưới pháp bảo của cụ lưu tôn nhưng bọn họ đã chậm một bước không chỉ là triệu công minh cùng với ngọc đỉnh chân nhân coi như là cao thủ xiển giáo cách cụ lưu tôn gần nhất ra tay cũng đều chậm một bước không có gì khác lý trường thọ động thủ càng nhanh hơn cụ lưu tôn vừa mới tế ra sợi tiên thằng kia dưới đáy mắt đột nhiên bắt được một tia hàng quang đạo vận màu xanh lam lặng yên xẹt qua dưới chân nguyên thần đạo khu giống như trọng thương mới khỏi, lại có cảm giác không vận chuyển được mấy phần tiên lực. Khổng tiên thằng ngày bình thường vô cùng lợi hại, tại lúc này lại trực tiếp mềm nhũng. Đây là Đại đạo cân đối của Lý Trường Canh Loại trình độ này chính là cân đối lão ngang với phàm nhân. Phốt Một tiếng phốt nhỏ, cụ Lưu Tôn nhìn chiếc khóa màu vàng hình mũi tên xuyên qua từ sau ngực mình, trên đó nhiễm máu tươi của chính mình, nguyên thần càng là đã trực tiếp bị trấn áp. Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Vào giờ phút này, xuyên tâm tỏa dài nhỏ xích vàng mới chậm rãi hiển lộ ra, bên trên phát tán bảo quan công đức nồng đậm, phần cuối bị Lý Trường Thọ giữ ở trong bàn tay trái. Lý Trường Thọ đưa tay kéo một cái, thân hình cụ Lưu Tôn đã bị xuyên tâm tỏa chế trụ xoay chuyển, lộn mấy vòng ở bên trên đường mây, bị xuyên tâm tỏa trói chặt, lăn tới trước mặt Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ không nói một lời, thừa dịp tiên nhân khắp nơi chưa kịp hoàng hồn vỗ một trưởng vào lồng ngực cụ lưu tôn trường canh hạ thủ lưu tình quảng thành tử la lên một tiếng đập một khối đại ấn tới lý trường thọ lý trường thọ lại là nhìn cũng không nhìn động tác không ngừng thân hình bất động mặc cho phiên thiên ấn đập thẳng tới tay phải vung ra một đầu côn trùng tản ra đạo vận màu xanh lam bàn tay trái vỗ vào ngực cụ lưu tôn trọng thương nguyên thần cụ lưu tôn ở dưới xuyên tâm tỏa chế trụ há miệng phun ra máu, vừa vặn bắn ra ba thước. Mà khối đại ấn vốn là để hấp dẫn lực chú ý của Lý Trường Thọ, không dùng nửa phần lực đạo, cũng bị côn trùng trực tiếp đụng bay. Đáng tiếc, côn trùng này cũng chịu không nổi lực đạo như vậy, trực tiếp vỡ thành bụi phấn. Ánh sáng màu xanh lam quay về trong cơ thể cụ Lưu Tôn, trả lại một phần thực lực cân bằng cho cụ Lưu Tôn. Đáng tiếc, giờ đã trễ, trọng thương, bị bắt, cụ Lưu Tôn đã vô lực giải dụa đầu côn trùng kia tất nhiên là sinh linh dùng để cân đối với cụ lưu tôn. Bởi vì thực lực của Lý Trường Thọ cùng với cụ lưu tôn sàng sàng nhau, điều kiện Lý Trường Thọ thi triển đại đạo cân đối là khá lỏng lẻo, lại có trọng bảo xuyên tâm tỏa sau khi dùng công đức tự thân tế luyện tập kích bất ngờ, hữu tâm tính vô tâm, khí thế cùng với phối hợp, giải quyết cụ lưu tôn cũng không cần tốn nhiều sức. Nhưng một màn này rơi vào trong mắt các cao thủ đạo môn, cùng với chúng luyện khí sĩ tam giới, vậy thực sự có chút dọa dạ người. Thái Bạch Tinh Quân là đẳng cấp gì? Đây là thực lực gì? Đây thật sự là tiểu đệ tử nhân giáo tu hành chưa có quá ngàn năm. Cho dù thực lực ở phía trên cụ lưu tôn, vậy cũng phải đấu vài hiệp, vừa đối mặt như vậy. Liền kết thúc. Sau ngày hôm nay, trong linh bảo phổ cực phẩm tiên thiên hồng hoang, e rằng phải có một chỗ cắm dùi cho xuyên tâm tỏa. Lý Trường Thọ vái chào đối với chúng tiên diễn giáo, nhấc lên xuyên tâm tỏa muốn đi đến bên người bạch trạch. Sư đệ chờ đã. Quảng thành tử nhíu mày đứng dậy, trong lòng bàn tay nâng phiên thiên ấn, sắc mặt có chút khó coi. Lý trường thọ xoay người lại, lạnh nhạt nói. Quảng thành tử sư huynh có gì chỉ giáo? Quảng thành tử đi về phía trước mấy bước, nói đối với Lý trường thọ. Việc này phải chăng nên bàn bạc kỹ hơn. Cụ lưu tôn sư đệ chính là đệ tử thân truyền ngồi phía trước nghe lão sư giảng đạo, cũng là thập nhị kim tiên ngọc hư cung, nếu đại sư bá nói y tính kế việc này, như vậy nhất định là y tính kế việc này, nhưng có thể hay không thẩm vấn y ở bên trong ngọc hư cung. Chúng ta tự nhiên sẽ cho thiên đình một câu trả lời hợp lý. Nói mấy lời này, quản thành tự nghĩ rằng đã cho thiên đình đủ mặt mũi, cũng rất có lý. Ai ngờ ý chí của Lý Trường Thọ ngày hôm nay tựa như sắt đá, trực tiếp lắc đầu, nói: "Việc này nên để thiên đình thẩm tra xử lý, định tội ta có thể cam đoan ngọc đế bệ hạ sẽ tự mình xét xử, sẽ không tổn hại uy danh của xiển giáo. Trường canh sư đệ, như vậy liền có chút bất cận nhân tình. Quảng thành tử nói, ngày hôm nay ngươi ngên ngang như vậy, bắt cụ lưu tôn sư đệ đi từ ngọc hư cung, ngọc hư cung sau này không phải sẽ trở thành trò cười của tam giới. Lý trường thọ nói, cũng không có nghiêm trọng như vậy, nếu Ngọc Hư cung toàn lực phối hợp việc này, tam giới sẽ chỉ khen ngợi Quảng Thành Tử sư huynh có đức độ, không che chở đồng môn sư để mất đạo đức cá nhân nội tâm hiểm ác tương phản nếu quản thành tử sư huynh khăng khăng muốn giữ cụ lưu tôn lại sau đó xiển giáo ra mặt giải thích đối với thiên đình dạng này phải chăng nói rõ xiển giáo có ý đồ bao che trọng phạm thiên đình sư đệ ngươi ngay cả một chút mặt mũi ấy cũng không chịu cho xiển giáo sư huynh nếu ngày hôm nay ta nhượng bộ vậy ngày sau thiên đình còn làm việc như thế nào tam giới này lý ở đâu Ánh mắt Lý Trường Thọ như điện nói. Lúc này Quản Thành Tử Định tiếng nói. Ngày hôm nay bần đạo chỉ có một câu, để Cụ Lưu Tôn ở lại bên trong Ngọc Hư cung, nếu như y đi ra Ngọc Hư cung, Thiên Đình tùy ý đuổi bắt. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Ngày hôm nay ta cũng chỉ có một câu, Cụ Lưu Tôn ta nhất định phải mang đi, ai cũng không ngăn được. Phiên Thiên ấn phát tán ra trận trận uy áp, trong mắt Quản Thành Tử mang theo uy nghiêm nồng đậm đạo vận quanh người như là sóng lớn chập trùng không chừng. Trường canh, ngày hôm nay nếu như ngươi bắt y, là muốn phá vỡ ước định đạo môn tam giáo không chiến. Đây là sự tình giữa thiên đình cùng với với cá nhân đệ tử xiển giáo. Lý Trường Thọ nói, Sư Huynh nếu như dùng ước định này uy hiếp, vậy có hủy bỏ hay không là do Sư Huynh quyết định, hết thảy hậu quả do Sư Huynh gánh chịu. Ngươi thực sự hành sự như thế. Không có bất kỳ đường sống nào quảng thành tử tiến về phía trước hai bước đã là đang ở bờ vực xuất thủ lý trường thọ chậm rãi gật đầu ánh mắt không nhường chút nào nếu sư huynh khăng khăng muốn chỉ giáo trường canh nguyện lĩnh giáo cao chiêu của sư huynh bác cử huyền công đại đạo cân đối thái thanh âm dương đạo huyền hoàng tháp ly địa diễm quan kỳ thủ hộ nguyên thần đại đại sư huynh hoàng long chân nhân đột nhiên mở miệng kêu lên vọt tới bên cạnh Lách mình ngăn ở trước mặt Lý Trường Thọ cùng với Quảng Thành Tử, vội nói. Đại sư Huynh, trường canh sư đệ, mỗi người có thể lui một bước không, như vậy sẽ chỉ càng làm trò cười cho người khác. Cụ Lưu Tôn làm chuyện ác, các ngươi sao phải tranh chấp như thế? Có người dẫn đầu, chúng tiên xiển giáo có mấy đạo thân ảnh tiến về phía trước, từng người ngăn ở giữa Quảng Thành Tử cùng với Lý Trường Thọ, hoặc là truyền âm, hoặc là nói thẳng, khuyên nhủ Quảng Thành Tử cùng với Lý Trường Thọ đã thực sự tức giận từ hàng đạo nhân mở miệng nói. Chúng ta không bằng đều thối lui một bước, do tiên xiển giáo chúng ta đưa cụ Lưu Tôn đến thiên đình, kế tiếp xiển giáo chúng ta không lại quản nhiều, đại sư huynh, trường canh sư đệ, ý của các ngươi như thế nào? quản thành tử đưa tay lắc lắc, quay lưng đi, thu hồi phiên thiên ấn chấp tay thở dài. Lý trường thọ chậm rãi gật đầu, âm thanh truyền ngàn dặm. Dương tiễn, đừng có trốn tránh, nhị giai chính thần thái bạch tinh quân ta truyền lệnh, mau tới áp giải cụ lưu tôn trở về thiên đình. Lời nói của hắn rơi xuống, bên trong đám mây ngoài mấy chục dặm có một đạo thân ảnh nhảy ra, thân hình bay lượn về phía trước, ông quyền lĩnh mệnh ở trước mặt Lý Trường Thọ. Mặt tướng tuân mệnh. Lý Trường Thọ liếc nhìn bóng lưng Quảng Thành Tử, vái chào đối với Quảng Thành Tử, lại quay người vái chào đối với Tam Thanh Tiểu Viện. Đệ tử đợi sau khi xử lý sự tình xong, tự sẽ tới trước giá nhị sư thúc thỉnh tội. Nói xong, lý trường thọ cầm phần cuối xuyên tâm tỏa trong tay ném cho dương tiễn xoay người nhảy lên trên lưng bạch trạch lên đường trở lại thiên đình lần này khá là phiền phức ở trên lưng bạch trạch đạo nhân giấy thái bạch kim tinh ngồi yên lặng bản thể trốn ở trong tay áo của đạo nhân giấy lý trường thọ vào giờ phút này không có nửa phần vui mừng ngược lại sầu mi khổ kiểm ra hiệu bạch trạch đừng có bay quá nhanh thấp giọng thì thào như thế bạch trạch lúc này cũng là khẽ nhíu mày Y vừa rồi vẫn luôn đứng ngoài quan sát, hiện tại cũng hiểu đại khái, vì sao Lý Trường Thọ lại nói phiền phức. Chuyện hôm nay, làm sao có thể dùng hai chữ phiền toái để khái quát? Đó là phiền phức tương đối lớn. Nói lớn chuyện ra đây là thiên đình cuộc khởi, đang khiêu chiến quyền uy của đạo môn tam giáo, Lý Trường Thọ kẹp ở trong đó, vừa phải chiếu cố lập trường của đệ tử đạo môn, lại vừa phải cân nhắc quyền uy của thiên đình. Cũng may Lý Trường Thọ đã sớm suy nghĩ biện pháp giải quyết, dập đầu vào trước khi động thủ chụp mũ lớn coi hành vi của cụ lưu tôn là vì lợi ích của cá nhân tận lực bảo toàn thanh danh của xiển giáo nhưng bạch trạch cảm giác được rõ ràng chỉ là một cụ lưu tôn còn xa xa không đủ để dội tắt lửa giận trên dưới thiên đình trên dưới tiệp giáo mặc dù cụ lưu tôn là xiển giáo thập nhị kim tiên tại hồng hoang cũng là một vị đại thần thông giả lại thêm lần này còn làm giảm uy phong xiển giáo tăng trưởng số phận thiên đình nhưng xét cho cùng thì vẫn kém một chút ý tứ hơn nữa thật sự muốn giết cụ lưu tôn chuyện này cũng không thực tế lão là đệ tử thân truyền của nhị thánh nhân đạo môn nếu thật sự giết đằng sau ắt gặp thánh nhân trả thù ai có thể bảo đảm ở giữa cụ lưu tôn cùng với nhị thánh nhân đạo môn không có tình cảm sư đồ bền chặt hơn nữa thánh nhân nếu không có bất kỳ động tác gì nội bộ xiển giáo cũng sẽ dẫn phát một loạt nguy cơ coi như là thánh nhân đứng ở trên đầu ngọn sóng cũng có nhiều lo âu, cũng không có cách nào tùy tiện quay người. Bạch Trạch dự tính, nhiều nhất là trấn áp cụ Lưu Tôn, hoặc là liệt kê ra từng tội ác, đuổi lão ra khỏi ngũ bộ châu. Hoặc là giao cụ Lưu Tôn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn xử lý, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại là có thể sẽ vì danh dự xiển giáo, trừng phạt cụ Lưu Tôn một cách nghiêm khắc. Nhưng lửa giận của tiên thần thiên đình là khó có thể xoa dịu. Đây vốn là thời cơ tốt thiên đình trở thành trung tâm quyền lực tam giới, Toàn bộ đều xem xử trí cụ lưu tôn như thế nào. Phiền phức mà thủy thần nói tới, đại khái hẳn là như thế. Bạch Trạch thầm than trong đáy lòng, đã bắt đầu theo phương hướng này suy tư đối sách, đợi về sau sẽ cho ra một ít ý kiến mang tính xây dựng. Đây cũng là trách nhiệm mà nhân giáo tọa kỳ y đảm đương. Ở phía sau Bạch Trạch, Dương Tiễn sách theo cụ lưu tôn ngất đi kia, chậm rãi bay ở phía trước. Dương Tiễn nhìn như mặt không biểu tình, trong đáy mắt lại là mang theo suy tư. Bản thân là làm sao bị bại lộ. Rõ ràng bản thân gần đây nghiên cứu hóa hình thuật đã có phần có thành tựu. Dương Tiễn tất nhiên là rõ ràng đủ loại khó xử của chuyện hôm nay, trốn ở trong tối nhìn một hồi lâu, lo lắng xiển giáo cùng với Thiên Đình sẽ đánh nhau. Y đối với xiển giáo cũng không có quá nhiều tình cảm, đại bộ phận thời gian tu hành đều ở Ngọc Tuyền Sơn, nhưng lai lịch của sư phụ chính mình là xiển giáo, Dương Tiễn tự nhiên cũng phải giữ gìn lập trường của xiển giáo. Nhưng nhìn lý trường thọ một thân một mình đối mặt với mấy trăm tiên xiển giáo nghĩ đến một màn này trong đáy lòng dương tiễn lại sinh ra một phần oán giận vị quyền thần thiên đình đã từng dùng một bàn tay vỗ y vào trong mây móc cũng đều móc ra không được này dương tiễn cũng chẳng biết tại sao trong đáy lòng chỉ còn lại sùng kính chính mình mặc dù từng bị vị sư thúc thích đóng vai già cả này an bài rõ ràng rõ rõ ràng ràng hoàn toàn không thể xoay chuyển dẫn đến đạo tâm suýt nữa tẩu hỏa nhập ma nhưng hắn có thể đi trực diện thánh phương tây có thể cứng rắn đối chọi với quản thành tử tại ngày hôm nay có thể thành lập quyền hành vì thiên đình là thật sự vì trật tự vì bảo hộ kẻ yếu mà bôn ba vất vả tại sao vào ngày hôm nay lại trực tiếp biểu đạt chí hướng cao khiết thiên đình hưng thịnh tự thân quy ẩn như vậy dương tiễn không khỏi suy nghĩ lại chuyện đã qua dưới đáy lòng chính mình trước đây vì cứu mẫu thân có phải đã quá tùy hứng hay không có lẽ vậy có cơ hội liền nói xin lỗi trường canh sư thúc, trường canh sư thúc trực tiếp lấy thần quyền hạ lệnh mệnh y mang cụ lưu tôn trở về thiên đình, cũng không vi phạm với y năm đó nói nghe điều không nghe tuyên, đây chính là điều lệnh thiên đình. dương tiễn đang nghĩ như vậy, đã là đến trung thiên môn, bạch trạch đột nhiên dừng lại thân hình, dương tiễn cũng lập tức dừng lại theo. ở trên lưng bạch trạch lý trường thọ đưa tay thu hồi xuyên tâm tỏa, đổi thành tiên thần trói buộc cụ lưu tôn một lần nữa dương tiễn có mặt tướng lý trường thọ nói áp giải cụ lưu tôn đến lăng tiêu bảo điện cầu kiến ngọc đế bệ hạ nói cụ lưu tôn chính là thủ phạm tính kế việc này nhưng cần thẩm vấn kỹ càng hỏi rõ tiền căn chuyện lúc trước các loại chi tiết như thế mới có thể chiêu cáo tam giới vâng dương tiễn định thanh trả lời sau đó lại nhíu mày hỏi tinh quân muốn đi nơi nào tìm một chỗ yên lặng Lý Trường Thọ thở dài. Suy nghĩ làm sao xử lý sự tình tiếp theo, sau đó lại đi qua. Tiếp theo, Lý Trường Thọ khoát khoát tay, đẩy mấy tấm gương đồng trôi nổi quanh người tới quanh người dương tiễn, cử bạch trạch lão đảo đi vào trung thiên môn. Từng vị từng vị thiên tướng thiên binh chạm một gối xuống đất, cúi đầu không tiếng động biểu đạt kính ý của bản thân. Dương tiễn mang theo cụ lưu tôn đi về phía trước, những thiên binh thiên tướng này lập tức đứng dậy, giữ dằn trừng mắt nhìn cụ lưu tôn, như thể hận không thể rút gân lột da lão vậy. Tạm không đề cập tới Dương Tiễn mang theo cụ Lưu Tôn, ở dưới sự bao vây của chúng thiên binh thiên tướng, hùng hùng hổ hổ chạy tới lăng tiêu bảo điện. Lại nói Lý Trường Thọ cùng với Bạch Trạch cấp tốc trở về Thái Bạch Điện. Vào Thái Bạch Điện, Lý Trường Thọ xoay người đi xuống, bảo Bạch Trạch hóa thành hình người, đi vào góc chờ đợi. Chẳng qua chỉ chốc lát, hóa thân Ngọc Đế Thuyên Động vội vàng chạy đến, Lý Trường Thọ lập tức mở ra trọng trọng đại trận, nhìn thuyên động vui mừng trong mắt tràn đầy vui vẻ liền dội xuống một chậu nước lạnh bệ hạ sự tình lần này lớn rồi thuyên động rung lên bạch trạch ở một bên lộ ra nụ cười hiểu rõ thủy thần đại nhân khó xử y làm thú cưỡi cùng với mưu thần số một tự nhiên đều biết bạch trạch ở một bên vái chào hành lễ thuyên động gật đầu đáp lại vội hỏi trường canh việc này không phải chúng ta làm lớn sao đã không thể kiểm soát Lý Trường Thọ thở dài, trong mắt mang theo vài phần sầu lo, tiếng nói cũng đều nhanh hơn ngày thường mấy phần. Quảng thành tử sư huynh quá nóng nảy, hoàn toàn không ổn được. Hiện tại không chỉ khiến chúng ta rất bị động mà bản thân y sau này cũng sẽ rất bị động. Bạch Trạch Thuyên Động Thuyên Động nói Quảng thành tử lúc ấy đứng ra, mặc dù là tạo áp lực cho thiên đình, nhưng xét ở trên lập trường là đại sư huynh xiển giáo, việc này là nhất định phải làm, nếu như y ngăn cũng đều không ngăn liền để ngươi mang người đi uy tín của đại sư huynh y liền hoàn toàn không có bệ hạ ngài có khả năng không biết chi tiết lý trường thọ nghiêm mặt nói vừa định mở miệng lại đưa tay ra hiệu thuyên động hiểu ý lập tức dẫn động lực lượng thiên đạo bao trùm nơi đây ngăn cách hết thảy khả năng xem xét ngoại trừ thiên đạo lý trường thọ thậm chí còn đi qua đi lại để bày tỏ sự bực bội của chính mình vào lúc này hắn đi một hồi chỉnh lý tốt suy nghĩ tán đi không minh đạo tâm mới nói ra chỗ nghiêm trọng của vấn đề nội bộ xiển giáo mặt ngoài hòa hợp êm thấm nhưng thật ra là chia thành các phe phái quản thành tử sư huynh là tiên thủ xiển giáo thập nhị kim tiên là đệ tử đứng đầu trong ngọc hư cung nhưng y cũng không phải là đại đệ tử của nhị sư thúc đại đệ tử của nhị sư thúc là nam cực tiên ông cực ít lộ diện hoàn toàn không tham dự đại sự bên trong thiên địa căn cứ vào tin tức thái ất sư huynh tiết lộ cho ta nội bộ xiển giáo tối thiểu nhất chia thành ba phái một phái trung lập một phái nghe lệnh của quản thành tử một phái nghe lệnh của phó giáo chủ xiển giáo nhiên đăng quản thành tử là đại sư huynh trên danh nghĩa địa vị ngang hàng với đa bảo đạo nhân ở bên trong đạo môn hơi thua tại huyền đô sư huynh nhà ta mà nhiên đăng là đại năng thế hệ trước giao hảo cùng với nhị sư thúc gã giao thiệp rộng rãi tâm còn bất chính thiên về hướng tây phương giáo hợp nhị kim tiên hết lần này tới lần khác còn phải xưng hô gã là lão sư. Giữa hai phái này vẫn luôn đang tranh chấp, nhiên đăng cố ý làm cho Xiển giáo đối lập cùng với tiệt giáo, quản thành tử đối với chuyện này không hỗ trợ cũng không biểu lộ thái độ, bên trong đến cùng có mấy tầng ý tứ, chúng ta cũng rất khó nhìn rõ. Lần này cụ lưu tôn làm việc như thế, sau lưng tất nhiên là có cái bóng của nhiên đăng, loại tính kế sáo lộ này là thủ pháp mà nhiên đăng, di Lặc thường dùng, ta ban đầu phỏng đoán chính là nhiên đăng thuyên động buồn bực nói. Như vậy, Cụ Lưu Tôn đã bị bắt đến đây, sau khi thẩm vấn lại hỏi ra là Nhiên Đăng chỉ thị, vậy thì phải làm sao? Bạch Trạch lại là hít vào một hơi thật sâu. Bệ hạ, Nhiên Đăng mặc dù nhân phẩm chẳng ra sao cả, nhưng đúng là phó giáo chủ Tuyền giáo do thánh nhân thân phong, bắt giữ Cụ Lưu Tôn, có thể xem là Cụ Lưu Tôn bị kiếp vận khống chế, làm ra chuyện hồ đồ, nhưng nếu như bắt Nhiên Đăng, việc này liền triệt để trở nên lớn chuyện, thủy thần đây có phải là chỗ mất khống chế? Không phải. Không phải. Bạch Trạch nháy mắt mấy cái, đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng. Bác Nhiên Đăng đã sớm nằm trong tính kế của ta, cụ Lưu Tôn không mở miệng ta cũng có biện pháp bắt được Nhiên Đăng. Lý Trường Thọ lắc đầu. Vấn đề xuất hiện ở trên người Quảng Thành Tử, vị sư huynh này thật sự là quá nóng nảy. Y lúc ấy bảo ta chờ đã, ném cho ta một ánh mắt, ta lập tức hiểu ý, biết được y là muốn bày ra dáng vẻ của đại sư huynh. Nhưng y đã diễn quá mức. Hoàn toàn không để ý đến không gian hòa hoãn của việc này vốn đã rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ nhét vừa một con tôm. Y hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của tiên thần thiên đình, chúng tiên tiệt giáo. Ta bắt cụ lưu tôn, cụ lưu tôn không phải là người của y, y nói một hai câu mang tính hình thức tiếp đó bỏ qua là được, sau đó chờ ta dẫn người đi bắt nhiên đăng, y lại biểu hiện tức giận, quyết liệt với ta như thế, chuyển hóa mâu thuẫn giữa xiển giáo cùng với thiên đình sau đó hai chúng ta sẽ tìm cơ hội gặp lại hóa giải ân cừu vừa là một đoạn giai thoại lại vừa có thể giảm thiểu tổn hại danh dự của xiển giáo đến mức thấp nhất nhưng y vừa rồi đã lấy ra ước định đạo môn không chiến còn một hai phải nắm chặt ước định đạo môn không chiến này đến lúc ta đi bắt nhiên đăng y lại còn gì để nói nếu như phân biệt rõ ràng với nhiên đăng như vậy danh nghĩa đại sư huynh xiển giáo của y cũng sẽ chấm dứt phóng ra bước đầu tiên, bước chân lại lớn như vậy, hoàn toàn phong tỏa khu vực chính mình có thể hòa hoãn, y còn có thể làm như thế nào tiến về phía trước. Lời uy hiếp của y vừa rồi, liền nhất định phải thực hiện nghiêm túc, đường đường là một vị đại sư huynh, nhân vật trước ba dưới thánh nhân lão gia tam giáo, làm sao lại không có chút thận trọng nào. Bạch trạch cùng với thuyên động liếc nhau, quay mặt nhìn nhau. Tọa kỵ nào đó yên lặng tác cho nguyên thần mình một bạc tai dưới đáy lòng. Thuyên động trầm giọng hỏi. Vì sao lúc ấy không truyền âm nói cho y? Lý trường thọ thở dài. Việc này nhất định phải xử trí quan minh chính đại, không thể có bất luận thiên vị nào, bằng không vẽ rắn thêm chân, Ác gặp phản vệ, huống chi, các sư huynh sư tỷ tiệt giáo đang ở bên cạnh, đa bảo sư huynh mặc dù không đến, nhưng ai có thể xác định, loại pháp bảo có thể thám thính người khác truyền âm, thần niệm giao lưu của y. Liệu có ở trong sân hay không? lý trường thọ cười khổ nói việc này là lỗi của ta ta sau khi đã thương cụ lưu tôn liền nên trực tiếp đề ra nghi vấn sau lưng cụ lưu tôn phải chăng có người sai sử cùng nhau mang trở về thiên đình kế tiếp không đi bắt nhiên đăng tất cả những nỗ lực trước đó sẽ là vô ích sự tình cũng chỉ có thể giải quyết một cách đầu voi đuôi chuột thiên đình có thể bảo trì uy nghiêm bây giờ không mất đã coi là chuyện tốt càng đừng đề cập tăng thêm uy nghiêm nhưng nếu đi bắt nhiên đăng quản thành tử sư huynh liền bị bản thân y dồn đến bên bờ vực, nhất định phải tỏ thái độ giữ gìn uy nghiêm của xiển giáo. Xiển tiệc quyết liệt ngay ngày hôm nay, ở giữa thiên đình cùng với tam giáo, tất sẽ xuất hiện thiên lệch, xiển giáo quang minh chính đại bắt đầu liên lạc với tây phương giáo, đại thế thiên đạo đã thành, tam giáo chia thành trận doanh trái phải, thực lực hai bên cân đối lẫn nhau, chém giết tất nhiên sẽ vô cùng thảm liệt. Bạch Trạch thấp giọng hỏi, đây hẳn là tây phương giáo tính kế xác suất rất nhỏ lý trường thọ lắc đầu quản thành tử không phải đại năng bình thường y thâm tàn bất lậu rất có lòng dạ y hẳn quá mức muốn biểu hiện phong thái của đại sư huynh cuối cùng vẫn là bởi vì tranh chấp phe phái nội bộ xiển giáo đoán chừng lúc này vị quản thành tử sư huynh này còn chưa kịp phản ứng còn đang dương dương tự đắc cảm thấy việc này đã là kết thúc thuyên động hỏi nếu không đừng để cụ lưu tôn nói ra nhiên đăng chỉ đầu mâu về hướng phương tây như thế nào? Đệ tử thân truyền thánh nhân thông đồng với Tây Phương Giáo. Như vậy xiển giáo sẽ trở thành trò cười, cụ Lưu Tôn có mấy cái mạng cũng đều không đủ cho nhị sư thúc trảm, cụ Lưu Tôn tám thành, thật đúng là sẽ chuyển ra nhiên đăng để cho chúng ta biết khó mà lui. Thế là, bên trong Thái Bạch Đại Điện, người đi qua đi lại từ một người, tăng lên thành ba người. Ba người trái lo phải nghĩ, tính toán các biện pháp đối phó và ảnh hưởng tiếp theo. Lý Trường Thọ vào giờ phút này mới sâu sắc cảm nhận được, muốn khống chế đại thế là khó khăn bực nào, còn đều phải ở dưới Dương Mưu, không thể làm bất kỳ tiểu động tác nào. Càng nghĩ càng cảm thấy, thiên đạo thật khủng khiếp, đạo tổ thật khủng khiếp. Mà vị nhị sư thúc ngồi ở bên trong Tam Thanh Tiểu Viện kia, từ đầu đến cuối quan sát chuyện này, cũng thật khủng khiếp. Trong ba người, thuyên động bị loại trước hết nhất, từ bỏ suy nghĩ, ngồi ở bên cạnh lặng lặng chờ bạch trạch vào giờ phút này cũng coi như có một chút dáng vẻ thượng cổ yêu soái để nhất mưu thần yêu đình cho ra mấy cái đề nghị làm cho lý trường thọ rất có cảm giác ý nghĩ mở rộng đột nhiên trường canh ngắt lời ngươi một chút thuyên động trầm ngâm vài tiếng ngươi trước đây ở phía trước ngọc hư cung nói ngay trước cương đồng đợi phong thần đại kiếp xong liền muốn công thành lui thân có phải là thật trong mắt lý trường thọ lộ ra mấy phần ý cười gật đầu nói tất nhiên là thật. Ngươi! Không được, ta không chấp nhận việc này. Bệ hạ! Lý Trường Thọ vái chào một cái, lấy ra ngôn từ đã chuẩn bị hơn 200 năm, nghiêm mặt nói. Phong thần đại kiếp qua đi, chính thần thiên đình sẽ tăng vọt, tiểu thần là người chủ trì đại kiếp, là người thay thiên đạo phong thần cho bọn họ, mà trong tương lai, quan hệ giữa những chính thần này cùng với tiểu thần tất nhiên sẽ vô cùng mật thiết, nếu tiểu thần ở lại thiên đình, bệ hạ còn lập uy như thế nào? chẳng qua bệ hạ yên tâm tiểu thần đến lúc đó sẽ từ từ rời khỏi thiên đình hơn nữa cũng sẽ không cách thiên đình quá xa bệ hạ muốn triệu kiến tùy thời liền có thể triệu kiến dừng lại một chút lý trường thọ cười nói bệ hạ ngài cần phải hiểu rõ một cái đạo lý lập nghiệp cùng với duy trì sản nghiệp là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt tiểu thần am hiểu cũng không phải là duy trì sản nghiệp thuyên động lộ vẻ do dự nhắm mắt thở dài không nói trong mắt bạch trạch bên cạnh lóe ra ánh sáng nhìn của biểu tình Lý Trường Thọ, giống như là nhìn mỹ vị trân quý nhất trên đời. Lên núi không dễ. Xuống núi, còn khó hơn. Nửa ngày sau khi cụ Lưu Tôn bị Dương Tiễn mang vào thiên đình. Ở phía sau núi Ngọc Hư Phong, bên trong thác nước lầu các kia, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Thái Ất Chân Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Hoàng Long Chân Nhân từng người ngồi ngay ngắn, chúng tiên xiển giáo còn lại đã trở về động phủ. Hoàng Long Chân Nhân nói, Cuộc nháo kịch này, rốt cuộc cũng kết thúc. Bần đạo đã từng ra tay che lấp chuyện quá khứ cho cụ lưu tôn sư đệ. Xích tinh tử thấp giọng nói. Lúc ấy cũng không biết nghĩ như thế nào, chính là cảm thấy việc này vạn nhất bị phát hiện, bị hao tổn chính là thanh danh của xiển giáo chúng ta, lại là chưa từng nghĩ đến, thiên đình coi trọng đối với chuyện này như vậy, thậm chí trường canh sư đệ cũng đều không thể không đi xin phép đại sư bá. Đại sư huynh, sau đó bần đạo phải chăng muốn đi thiên đình một chuyến, cáo tri sự tình diệt sát mấy vị tán tu kia. Không cần. quản thành tử khoát khoát tay. Trường canh so với ta và ngươi đều thông minh hơn, phát hiện dị thường tự nhiên sẽ làm ra quyết đoán. Trước đây bần đạo chỉ cần cho trường canh một ánh mắt, hắn liền sẽ lập tức hiểu ý, vô luận bần đạo tạo áp lực như thế nào, y cũng đều kiên quyết không cho, như thế, cũng coi như bảo toàn thanh danh của xiển giáo chúng ta. Cụ lưu tôn sư đệ làm ra như vậy chuyện, bần đạo khó từ tội lỗi, sau đó cũng sẽ đi tìm lão sư thỉnh tội. Thỉnh tội. Thái ức chân nhân cong khóe miệng lên. Sư huynh ngươi là đi thỉnh công. Quản thành tử cao mày nói. Thái ức sư đệ cớ gì nói ra lời ấy? Không có việc gì, ta chỉ tùy tiện nói ra một câu. Thái ức chân nhân cầm tách trà nhấp một miếng. Có sao nói vậy? Sư huynh ngươi lần này quá cảm xúc, kỳ thật không nên nhắc đến ước hẹn tam giáo không chiến không đúng. Ngọc đỉnh chân nhân đột nhiên mở miệng, hai mắt mở ra, nhìn về phía quản thành tử trầm giọng hỏi: đại sư huynh, thế nhưng là có tính kế khác. quản thành tử cau mày nói: phi huynh có thể có tính kế gì? chẳng qua là vì thanh danh của xiển giáo chúng ta. ngọc đỉnh thở dài, nếu đại sư huynh không có tính kế khác, trước đây đại sư huynh tạo áp lực đối với trường canh, e rằng sẽ xảy ra vấn đề đoàn đội nào cũng đều không thể tránh né có một hai kẻ ngu ngơ. Ví dụ như, Thái Ất Chân Nhân, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử lúc này đều lâm vào suy tư. Hoàng Long phát triển truyền thống đặc biệt của Long tộc không hiểu liền hỏi, buồn bực hỏi. Thế nhưng là trường canh sư đệ sẽ có cảm xúc. Từ đó thiên vị tiệt giáo. Thái Ất Chân Nhân Sư Huynh, bầu không khí lúc này không thích hợp nói đùa. Bần nói sao sẽ dùng đại sự như vậy nói đùa. Ngọc Đỉnh sư đệ, đến cùng làm sao vậy? Ngọc Đỉnh chậm rãi thở hắt ra, lời ít mà ý nhiều hỏi lại. Nếu như trong miệng cụ Lưu Tôn, nói ra sau lưng có người sai sử, thiên đình không có cách nào lắng lại chúng nộ, chắc chắn sẽ phát binh đến đây đòi người, chúng ta phải làm như thế nào? Xích tinh tử lộ vẻ mặt kinh hãi, sắc mặt của quản thành tử lập tức thay đổi thành vô cùng âm trầm, thái ức chân nhân cũng là lộ vẻ mặt giật mình. Hoàng Long chân nhân vào giờ phút này cũng coi như ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thấp giọng nói. Trường canh không thể xử lý tốt chuyện này. Chúng nộ khó bình. Quảng thành tử phun ra bốn chữ này. Thái ất chân nhân cười lạnh một tiếng. Trường canh là đệ tử của xiển giáo chúng ta. Phải luôn cân nhắc vì chúng ta. Hoàng Long không khỏi càng thêm lo lắng. Người có thể sai sử cụ Lưu Tôn, hơn nữa người cụ Lưu Tôn sẽ nói ra kia, hẳn là đăng đăng, đăng 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 đăng. Xích tinh tử trầm giọng nói. Cụ lưu tôn sư đệ hẳn là biết việc này không thể coi thường, y làm sao sẽ tiếp tục làm lớn chuyện này. Xương cốt của y rất cứng. Thái ất chân nhân thở dài. Rất cứng liền sẽ không phiêu theo gió, nghiêng ngã lắc lư. Như để ấn chứng lời nói của thái ất, y vừa dứt lời. ầm ầm. Sấm sét đột nhiên nổ tung trên không ngọc hư cung, năm vị cao thủ xiển giáo thảo luận ở chỗ này bỗng nhiên đứng dậy. Lực lượng thiên đạo cấp tốc trở nên nồng đậm, mấy chục đầu kim long gào thét, một đóa mây đen mang theo thiên uy mênh mông vọt tới, bên trên có tọa giá thiên đế, có mấy vị đại thần thiên đình, càng là có hơn 10 vạn thiên binh. Ngọc đế đích thân tới. Ngọc đế đích thân đến. Không đích thân đến có thể làm sao? Quảng thành tử gần như đã phong kín đường lui, tại loại thời khắc mấu chốt này không để cho tiểu lão bản thiên đình ra sân, chẳng lẽ còn phải phát triển đến kinh động đại lão bản thiên đạo sao? Lý Trường Thọ công khóe miệng lên, yên lặng nhiều phàn nàn vài câu, sau đó mở ra không minh đạo tâm, trong đôi mắt xẹt qua mấy phần lạnh lùng, sau đó lại lộ ra ý cười ôn hòa. Nhân sinh giống như một vở kịch, tất cả phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất. Cảm thụ được gió táp chạm mặt, tự hỏi đại cuộc ngày hôm nay, Lý Trường Thọ ngồi ở trên lưng bạch trạch, đi theo bên cạnh cửu long xa liễn thậm chí còn có mấy phần nhàn nhã hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương ngọc đế đã là không thể không đến theo tính toán của hắn cùng với bạch trạch cũng chỉ có loại biện pháp này có thể khiến cho khả năng diễn giáo cùng với tiệp giáo vạch mặt xuống đến thấp nhất tiên thức bắt được chúng tiên tiệp giáo ở phương hướng nga mi sơn chạy về hướng ngọc hư cung bọn họ trước đây cũng không cách xa bên trong tay áo của triệu công Minh liền có đạo nhân giấy của lý trường thọ vào lúc ngọc đế hùng hùng hổ hổ tiến đến ngọc hư cung bọn họ tiếp tục tới làm chứng kiếm một chút cảm giác tham dự nếu ngày hôm nay thật sự ồn ào đến mức tam giáo xảy ra tranh chấp một lần nữa như vậy luôn luôn có tiên tiệp giáo nhân có mặt ở hiện trường bằng không tiên tiệp giáo kế tiếp sẽ vô cùng thụ động vốn dĩ lý trường thọ còn muốn dùng chiến lược kéo dài xem có thể tìm được thời cơ hóa giải nguy cơ đạo môn lần này hay không lại chưa từng nghĩ tới không đến nửa ngày cụ lưu tôn này không đến nửa ngày liền sợ lý trường thọ còn đang thương lượng với bạch trạch vừa mới tìm được một chút ý nghĩ đang định tiến đến lăng tiêu bảo điện vị cụ lưu tôn một trong thập nhị kim tiên xiển giáo này vẹn vẹn chỉ là ở lăng tiêu bảo điện bị mấy vị kim tiên một công thẩm vấn một hồi ngọc đế bệ hạ còn chưa có thực hiện dù là một tí xíu áp lực cụ lưu tôn khai hết bọn người một công rất đáng sợ sao cụ lưu tôn nếu không phải bị trói buộc lại bị đánh cho trọng thương vừa đối mặt liền có thể làm cho một công đi trên con đường đã định quá quá không hợp thói thường đặc biệt không hợp thói thường cụ lưu tôn khai ra lão chỉ là làm theo mệnh lệnh nghe còn là mệnh lệnh của phó giáo chủ xiển giáo nhiên đăng đạo nhân nhưng cụ lưu tôn cũng coi như thông minh không nói gì thêm về thiên địa đại sự làm như vậy xiển giáo sẽ không còn đường rút lui cụ lưu tôn chỉ nói là Phó giáo chủ đối với việc người chủ kiếp Thái Bạch Kim Tinh và tiên tiệt giáo Tử Vân Tiêu đi lại quá gần, e là vào lúc đại kiếp, xiển giáo sẽ bị Thái Bạch Kim Tinh nhằm vào khắp nơi. Sau đó, phó giáo chủ liền nói cho lão kế sách như vậy, bảo lão tìm một chút tán tu, âm thầm đi bức hiếp thường Nga Nguyệt Cung, thiết kế cạm bẫy tính kế tâm phúc của Thái Bạch Kim Tinh, phó thống lĩnh thủy quân Thiên Hà Biện Trang. Biện Trang chỉ cần xảy ra chuyện, sự tình bị chỉ về hướng tiệt giáo, chắc chắn sẽ làm cho cảm tình giữa Thái Bạch Kim Tinh cùng với Vân Tiêu sinh ra khoảng cách. Rõ ràng là bán đứng nhiên đăng. Lý Trường Thọ cười khổ trong đáy lòng. Mặc dù thuyết pháp như vậy lưu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ làm cho đạo tâm ôn nhu kỳ thật thực, thực mẫn cảm của Vân Tiêu bị hao tổn, cảm thấy là nàng liên lụy chính mình. Nhưng ảnh hưởng tổng thể, tốt hơn cụ Lưu Tôn nói ra cái gì, phó giáo chủ xiển giáo liền muốn làm tam giáo mau chóng đánh nhau. Đó mới là vụ nổ lớn nếu như lý trường thọ không phải biết được cụ lưu tôn này bên trong con đường phong thần ở nguyên bản sẽ trở thành cụ lưu tôn phật đi một con đường giống như nhiên đăng đạo nhân nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha